Ông bà già anh lo hết rồi. Anh đến đây ấy chỉ để phỏng vấn cho lấy lệ thôi. Ghê thế cơ á? Eo ơi, đúng là nhà bạt phố, bố buôn chủ đó có khác nhở? Chuyện này, em đừng nói với anh là tí nữa em phỏng vấn bằng thực lực đấy nhá. Tất nhiên rồi. Anh biết thừa 5 ngón tay đúng không? Này, chắc là dây vào nhà ông phó giám đốc chứ gì. Này, anh nói bé bé cái mồm thôi, muốn chết à? Sao phải nói bé, anh ấy cũng thế mà. Mời ứng viên Bùi Ngọc Tân vào trả lời phỏng vấn. Vâng ạ. Tưởng thế nào? Từ quê ra em ạ. Người nhà quê á? Thế thì làm sao mà có cửa vào công ty FPM? Alo bố à? Con được tuyển vào phòng chiến lược kinh doanh của công ty. Cái phòng này ấy, là phòng quan trọng của công ty. Phải ưu tú lắm mới được nhận vào đấy ạ. Bố không cần biết là phòng gì đâu. Cứ được làm việc ở công ty lớn trên thành phố là bố mừng rồi. Lần này xem còn ai dám chê dòng họ Bùi nhà ta ít học nữa không. Bố yên tâm ạ, con sẽ không làm bố thất vọng đâu. Con chào bố ạ. Cái thằng nhà quê đấy cũng được tuyển vào phòng mình làm cơ á? Anh cũng nghe thấy phải không? Tức là em không nghe nhầm à? Chứ còn gì nữa mà nhìn mình ngờ ngờ như thế này. Bây giờ ấy là phải làm cùng cái thằng nhà quê như nó. Đúng là mất mặt mà. Tức không chịu được. Mà này, có khi em và anh phải ra tay dọn sạch phòng thôi anh ạ. Mà này, em nói cho anh nghe thử xem, cái cách mưu hèn cấy bẩn của em như nào đi. Là mưu cao kế hiểm. Anh đúng là đã ngu của tỏ ra nguy hiểm. Được rồi, mưu cao kế hiểm được chưa? Sao? Nói đi. Bây giờ thế này nhá. Cậu ta là nhân viên mới đúng không? Đúng. Cậu ta không quen với ai đúng không? Đương nhiên. Thế thì bây giờ thế này nhá. Em và anh sẽ tăng cường bắt nạt nó, lôi kéo nhân viên cũ cô lập nó. Đến lúc mà nó cảm thấy lạc lõng ấy thì nó sẽ... Sẽ gì? Cút xéo về quê nó chứ còn sao nữa. Mà em thấy anh như thế này ý, em lại càng tin vào sự công bằng của tạo hóa đấy. Công bằng là như thế nào? Đấy ạ. Nghĩa là ông trời lấy đi của anh cái trí khôn thì bù lại cho anh ông bố giàu có chứ còn sao nữa. Quá thì mất. Ô, Huyền, đợi anh với. Ê, phòng hết nước rồi đấy. Cậu xuống tầng 1 mang nước lên đây đi. Đợi tôi một chút, tôi làm xong báo cáo rồi tôi đi ngay. Tôi bảo thì cậu cứ đi đi. Cả phòng đang khát khô ra rồi kia kìa. Chẳng có tí ý thức gì cả. Đúng rồi, nhân viên mới bảo thì đi lấy đi. Trông tôi cao dưới kia, chắc bên nước tốt lắm đây. Ui, em cứ thử đi, lúc mới vào à, anh bê mãi rồi. Thôi được rồi, để tôi đi lấy. Này, lấy nước dưới tầng 1 nhá. Thưa các anh chị và mọi người, em và anh Đức đều là nhân viên mới vào. Tối nay em xin phép được mời mọi người tới quán Ba Tiên An để liên hoan ra mắt ạ. Có đúng không anh Đức? Dạ vâng ạ. À, vừa phải phải nữa nhá. Liệu có phải dưa góp không nhỉ? Dưa góp đi ba thì mặn nắm chúng mày ạ. Thôi đừng có dại mà chọc vào tổ kiến nữa. Dạ chưa hết. Mọi người đến thì cứ quẩy thoải mái, ăn uống tẹt ga. Mọi người có thể mời thêm người thân đến ạ. Mọi chi phí anh Đức đều lo hết. Có đúng không anh? Nói, cô nói cái gì đấy? Dạ vâng ạ. Đấy là quán ba nhà em.
nên là mọi người cứ tới thoải mái ạ. Anh Tân, sao anh lại xuống tận dưới đây bê nước ạ? À đây à, trong phòng hết nước nên cô Hiền bảo anh đi lấy. Nhưng mà đây đâu có phải việc của mình đâu. Hết nước ấy thì chỉ cần báo là có tạp vụ đến đổi mà. Thôi, không sao đâu, cứ coi như là anh giúp mấy cô tạp vụ đi. Nhưng mà dù gì cũng không cần phải xuống tận tầng 1 đổi đâu. Ở trên phòng 3 mình có phòng đổi nước mà. Hả? Em phải nói cái gì cơ? Cô Huyền, ngay tầng 3 cũng có phòng đổi nước mà sao cô lại bắt anh Tân xuống tận tầng 1 đổi là sao? Ồ, thế à? Tôi cũng mới vào, tôi biết đâu được. Dù cho cô Huyền đây có không biết ý, thì còn những nhân viên khác chẳng lẽ không có ai biết à? Chỉ quen cái thói bắt nạt người khác thôi. Cậu ta từ quê lên làm việc nặng quen rồi, tôi cho cậu ta lao động chân tay thì càng tốt chứ sao. Sao lại có sự phân biệt đối xử vùng miền ở đây? Đã là nhân viên ở đây ý, thì ai cũng công bằng như nhau thôi. Chẳng có sự công bằng nào ở đây cả. Này, đừng có đem những người thành phố của tôi ra để so sánh với thằng nhà quê đấy nhá. Cô... Thôi anh ơi, đừng vì chuyện nhỏ mà làm mất hòa khí cả phòng. Anh không sao đâu, đi về chỗ đi. Trời ơi, sao lại có kẹo cao su ở dưới ghế tôi vậy? Đủ rồi đấy, các người thôi ngay cái trò đùa đấy lại đi. Tôi mà còn thấy kẻ nào bắt nạt anh Tân ý, tôi sẽ không để yên đâu. Anh ra ngoài gột tạm đi. Mạnh mẽ quá. Ơ, cái gì đấy? Cái đổ thế cái là quên hết cả nhiệm vụ. Thôi, làm việc đi. Nhân vật chính của chúng ta đến rồi kìa. Trông có vẻ cù lần mà viết thư tỏ tình cũng hay phết nhở. Ấy, giật làm cái gì? Đằng nào ấy, tôi cũng đọc cho cả phòng nghe hết cả rồi. Này, cái thằng nhà quê kia, mày đi ra kia ấy, soi gương xem bản thân mình là ai nhá. Cô An ấy là thiên kim tiểu thư, lá ngọc cành vàng. Mày nghĩ cái loại nghèo hèn như mày ấy, cô An dám yêu à? Cóc ghẻ mà đời ăn thịt thiên nga à? Thấy người ta thương hại, tôi nảy sinh tình cảm à? Này, nếu mà tao nhục nhã như mày ấy, thì tao quấn xéo về quê, tự tử đâm đầu vào đít châu luôn cho rồi. Đủ rồi đấy,
các người sỉ nhục người khác như thế có thấy vui không? Mà tôi đã nói là tôi không đồng ý chưa nhở? Ai khiến các người trả lời hộ tôi thế? An, em nói thế là ý gì đấy? Em đồng ý. An, em nói cái gì đấy? Chuyện này không phải chuyện đùa đâu. Anh Tân, em đồng ý làm bạn gái của anh. Anh nuốt không trôi cục tức này mà. Nhìn anh phong độ như thế này mà lại để thua thằng Tân. Anh im đi có được không? Từ từ để em nghĩ cách xem nào. Cách gì nữa? Cái An ấy đồng ý yêu thằng Tân rồi. Anh ấy hết cách rồi. Chịu. 30 chưa phải là Tết cơ mà. Chúng nó còn chưa cưới nhau. Anh làm cái gì mà nhặng hết cả lên thế? Em có cách rồi. Cách gì? Lần này em sẽ khiến cho thằng Tân biến khỏi cái công ty này. Nói đi. Anh đưa đồng hồ đây cho em mượn. Cái này á? Ừ. Thôi em mượn để làm gì? Đồng hồ anh mới mua đấy. Thì làm đạo cụ chứ còn gì nữa. Thế anh có muốn chiếm lấy em An không? Có chứ. Đây đây, đến cửi luôn. Này, uy tín đấy nhá. Đi ăn cơm thôi. Ngon. Mệt quá đi bác. Cái đồng hồ của tôi đâu rồi? Chết rồi. Cái đồng hồ của mình đâu rồi? Mọi người ơi, mọi người có thấy cái đồng hồ em để trên bàn đâu không ạ? Em không biết. Anh đã tìm kỹ chưa? Khổ quá. Anh tìm kỹ rồi, nó đi đâu được? Hay là phòng mình có trộm? Này, anh nói cái gì thì nên suy nghĩ cho kỹ đi. Anh nói bóng nói gió như thế, khác nào nghi ngờ mọi người trong phòng. Anh không sợ mọi người tự ái à? Thì tôi đã bảo ai lấy đâu. Bây giờ không có tin được ai hết. Có nhiều người thấy đồ đắt tiền là mờ mắt. Đặc biệt là những kẻ thiếu thốn. Ai mà tin được. Này, cô đang ám chỉ ai đấy? Ám chỉ ai? Ai có tật thì giật mình thôi. Bây giờ tôi có ý kiến thế này. Tất cả chúng ta để đồ lên bàn để lục soát. Tôi đoán kẻ trộm là người phòng này thôi. Nếu có lấy thì cũng không mang ra ngoài được đâu. Được rồi, kiểm tra thì kiểm tra. Thế bắt đầu từ ai trước đây? Tôi muốn bắt đầu từ anh ta trước. Cô nói thế là sao? Sao trong phòng bao nhiêu người cô lại muốn kiểm tra anh ấy trước? Thì anh ta nghèo hèn. Nghèo hèn sinh đạo tặc. Chẳng phải sao? Cô... Thôi đủ rồi. Cái anh ấy không sợ chết đứng. Cô thích ấy, thì kiểm tra đi.
Đây là cái đồng hồ của tôi đây này. À này, anh cảm ơn em vì em đã tin tưởng anh. Anh không ở lại được à? Em sẽ bảo anh Ân điều tra thủ phạm, lấy lại danh dự cho anh mà. Anh không muốn ở lại đây. Anh cảm thấy mình không thuộc với nơi này. Anh sẽ về quê, đó mới là nơi mà khiến anh hạnh phúc. Thế còn em? An, anh muốn em về quê cùng với anh. Nếu như em đồng ý, anh sẽ nói với bố mẹ anh nên hỏi cưới em. Em đồng ý, nhưng mà em cần thu xếp một số việc ở công ty đã. Anh sẽ đợi em. Anh thật không ngờ cái cách làm của em ấy nó lại thành công như vậy. Thằng Tân xấu hổ quá, nghỉ việc luôn rồi. Đúng là mưu hèn kế bẩn của Huyền nó khác. Là mưu cao kế sâu. Anh đúng là thôi được rồi, cách gì cũng được. Nhưng mà cuối cùng ấy, kết quả chiến thắng vẫn thuộc về chúng ta cơ mà. Hóa ra là hai người bày trò à? Tôi biết ngay mà. Ừ đấy, thì sao nào? An, không phải như vậy đâu. Anh im đi. Sao cái gì mà không dám nhận? Ừ, tao làm đấy. Mày định làm gì được tao nào? Tôi sẽ đi nói cho tất cả mọi người biết về bộ mặt thật của các người. Bằng chứng đâu? Mày nghĩ ai sẽ tin mày? Hay là mọi người lại nghĩ mày vu khống cho bọn tao để cứu người yêu? Mày có giỏi ấy, thì mày nói đi, để xem ai sẽ tin mày. Hay là mày lại biến thành trò cười cho cái công ty này? Cứ ở đấy mà suy nghĩ đi. Xong thì tới tìm tao. Tao tiếp tất. An, em đừng như vậy mà. Thôi, không lẽ anh chết tại miệng bây giờ? Thế không biết. An, em tới rồi à? Em ngồi đi, chúng ta triển khai kế hoạch mới luôn. Dạ vâng ạ. Là thế này, công ty của chúng ta đang có dự án xây dựng nhà máy sản xuất nông sản sạch ở dưới quê. Và vị trí đắc địa để xây dựng nhà máy thì lại thuộc về một phú ông. Công ty của chúng ta đã thuyết phục rất nhiều lần, nhưng mà bên họ không đồng ý nhượng lại. Thế anh muốn chúng em làm gì ạ? Ban giám đốc đã họp và quyết định giao dự án này cho phòng chiến lược của các bạn. Mọi người sẽ xuống đấy để thuyết phục chủ đất. Phần thưởng là ai thuyết phục được sẽ được tăng chức trực tiếp lên làm trưởng phòng. Anh Đức, em thành công rồi. Lão chủ lô đất đấy đã đồng ý gặp em. Giờ chúng ta mau xuống đấy thôi. Vậy á? Tức là em sắp lên chức trưởng phòng rồi đúng không? Tất nhiên rồi. Anh biết khả năng của em mà. Có việc gì là em không làm được đâu. Chúng ta mau đi thôi. Mà này, sau này ấy, anh phải phiền em nâng đỡ cho anh nhiều đấy. Thật may mắn khi quen biết em cơ mà. Rồi, ok, đơn giản, đi thôi anh. Đi. Trời. Đúng là địa chủ có khác. Tính riêng lô đất này ấy, chắc cũng phải chục tỷ đấy anh nhỉ. Mà em còn nghe nói nhá, lão ta còn nhiều trang trại khác nữa cơ. Thế cơ? Thế khác gì là đại gia chân đất đâu? Thì đúng là đại gia chân đất sao còn gì. Có khi giám đốc của mình ý còn phải sách xếp cho hắn về độ giàu có nữa đấy. Đúng là ngưỡng mộ thật đấy. Giỏi nhờ. Chứ còn gì nữa. Mà em đã điều tra rồi, lão già này có một thằng con trai trạc tuổi mình và chưa có vợ. Với cái nhan sắc của em ý, em cũng muốn tìm cơ hội làm con dâu nhà địa chủ xem sao. Chào anh rồi.
Lại gặp hai người ở đây rồi. Ngạc nhiên quá nhở. Này, mày làm gì ở đây thế? Đừng có nói với tao là mày làm thuê cho chủ lô đất ở đây đấy nhá. Mà này, người ta ở đây ấy biết mày ăn cắp đồ của tao, xong rồi xấu khổ quá, bây giờ ấy về quê làm nông dân có phải không? Này, cái con kia, mày cười cái gì đấy? Mày thái độ cái kiểu gì thế hả? Tao sắp lên chức trưởng phòng rồi, lúc đấy tao sẽ kỷ chết mày. Đúng là hoang đường, cô dựa vào đâu mà đòi lên chức trưởng phòng thế? Chính là dựa vào việc tao sắp ký hợp đồng với chủ lô đất này rồi. Còn cái loại mày ấy, mày không có cửa đâu. Cậu Tân! Ông? Hai người đi nhanh quá, tôi một chút nữa thôi thì lạc trong cái khuôn viên nông trại nhà cậu rồi đấy. Ô, giám đốc, sao anh cũng ở đây à? Ô, thì tôi vào đây để ký hợp đồng chứ còn gì nữa. Ở đấy, hai người đi đâu đây? Dạ, em được chủ lô đất này còn đến đây để bàn bạc đấy ạ. Còn bàn bạc cái gì nữa? Có phải là giải quyết xong hết rồi à? Dạ, ai quyết? Quyết như thế nào ạ? Thì ông chủ ở đây này, góp cái lô đất này vào cổ phần công ty để cho con trai ông ta đứng tên. À đấy, đây rồi, giới thiệu với hai người. Cậu Tân đây ấy, chính là con trai của ông chủ ở đây. Ừ, đấy, số cổ phần đấy ấy, sau này sẽ do cậu ta đứng tên đấy. Cái gì cơ? Không thể nào. Thì chính tôi, cái lúc mà biết sự thật ấy, cũng bất ngờ lắm. May mà chưa đắc tội gì với cậu Tân. Thế còn hai người, quan hệ vẫn tốt chứ? Hả? Dạ, không tốt ạ. Anh Ân, chính hai người họ ấy, đổ oan cho anh Tân ăn cắp đồng hồ đấy ạ. Chính tai em nghe thấy, thế mà cô ta còn dám thách ngược lại em đấy. Cái gì? Hai người dám đổ oan cho cậu Tân ăn cắp đồng hồ á? Ui dồi ôi, hai người cũng biết ấy. Nếu như mà cậu ấy muốn, cậu ấy có thể mua cả cái cửa hàng đồng hồ ấy chứ. Anh ơi, em chốt dại, em biết sai rồi ạ. Em không biết anh Tân lại giàu có như thế này. Em có mắt như mù ạ. Dạ, anh ơi, em cũng sai rồi ạ. Mong anh bỏ qua cho em với được không ạ? Này, người mà hai người cần xin lỗi ấy là cậu Tân chứ không phải là tôi. Anh Tân ơi, nể tình chúng ta từng là đồng nghiệp cũ, anh bỏ qua cho tôi có được không? Dạ vâng đấy ạ. Anh cho tôi xin lỗi nhá. Anh đừng để bụng được không ạ? Hai người đã bao giờ coi tôi là đồng nghiệp chưa? Hay lúc nào cũng chỉ coi tôi là một thằng nghèo hèn thôi? Trước giờ hai người toàn xem thường người khác, thấy kẻ yếu hơn mình là bắt nạt. Bây giờ gặp kẻ mạnh hơn mình rồi đấy, đáng đời. Anh em này, hôm nay tôi hẹn bọn họ ra đây cũng là muốn làm sáng tỏ việc này. Bây giờ việc đã xong rồi, nhân viên của anh tùy anh xử lý. Mọi việc đã diễn ra như vậy rồi ấy, thì đuổi việc chứ còn làm gì nữa. Này, hai người ấy, mau đi về đi. Mà này, nhân tiện đấy, về nói với phó giám đốc là cái đường dây mà mua việc của ông ta ấy đã bị bọn tôi phát hiện rồi. Ông ta cũng nên cáo lão về quê đi là vừa rồi đấy. Đuổi thì đuổi, tôi chẳng đích gì. Này, cùng lắm ấy là tôi về nhà tiếp quản cơ người của ông bà già được chứ gì. Alo, con nghe đây ạ? Dạ, sao cơ ạ? Dạ, con về ngay đây ạ. Có chuyện gì thế anh? Mẹ vừa gọi cho anh là công an vừa ở vào quán bar bắt quả tang khách chơi chất kích thích. Bố ấy bị công an bắt đi rồi. Đi về, bố ơi. Anh Đức, chờ em với. Như đã hứa, chức trưởng phòng chiến lược kinh doanh anh sẽ giao cho em đấy. Chắc em không làm được rồi, anh phải tìm người khác rồi ạ. Sao đấy, hay lại giận dỗi gì anh à? Anh Ân này, lý do mà anh không nhận lời làm chức trưởng phòng cho anh ấy là bởi vì cô ấy đã đồng ý làm vợ của em rồi. Sắp tới em sẽ theo anh Tân về quê làm nông dân ạ. Nông dân cái gì chứ? Phải là bà chủ. À không, bà địa chủ mới đúng. Ôi dồi ôi An ơi, ngày trước ấy anh cứ nghĩ em là cái đứa dại dột, dễ bị lừa. Thế nhưng mà bây giờ ấy,
em mới là đứa thông minh nhất họ nhà mình. Anh tự hào về em. Thôi, anh cứ đứng đây một khóc một mình đi nhá. Em với anh Tân có hẹn rồi ạ. Ơ kìa, ai cái đứa kia lại bỏ anh một mình à? Nhớ anh bị lạc ở đây thì làm sao? Này, đợi anh với. Alo mẹ à? An à, mẹ đã tìm cho con một mối. Cậu ta là con trai bạn làm ăn của bố con. Trời ạ, con đã già đâu mà suốt ngày mẹ lo tìm bạn trai cho con thế? Con không đi đâu ạ. Con phải đi, con xem cứ cắm đầu vào làm việc hai mấy tuổi đầu rồi mà có thấy đưa cậu bạn trai nào về nhà đâu. Con đưa về làm gì? Để mẹ soi à? Cái con bé này, có thì đưa về nhà để mẹ duyệt chứ. Thôi, con không có bạn trai đâu. Vậy con đi xem mắt đi. Cậu ta họ Trần, là phó giám đốc công ty lớn đấy. Tính tình rất được. Mẹ, thôi được rồi, con sẽ đến gặp anh ta. Có gì con tự hỏi, được chưa ạ? Được, mẹ hẹn cậu ấy. Ngày mai gặp mặt rồi, mẹ sẽ gửi địa chỉ cho con nhé. Vâng, thế mẹ gửi qua tin nhắn cho con đi. À, cậu ấy khi đi sẽ mặc áo màu xanh nhé. Vâng ạ. Lại xem mắt. Anh Trần đúng không ạ? Đúng rồi, anh là Trần Tân. Chào em. Vâng, chào anh ạ. Em ngồi đi. Dạ vâng. Mà này, em uống nước gì nhỉ? Cho tôi một ly nước cam. Đợi một chút nhá. Phục vụ, cho em một ly nước cam. Em uống nước đi. Cảm ơn anh. Bà nhìn em ở bên ngoài ấy, cũng khác so với miêu tả nhỉ? Thì mai mối mà, muốn tạo ấn tượng tốt cho đối phương ấy, nên chắc mẹ tôi đã thổi phồng thêm một chút. Thế à? Thì phụ huynh mà, thấy con gái có chút tuổi ấy, là muốn đuổi ra khỏi nhà luôn rồi. Sao cô ấy nói chuyện khóc ở trên Facebook thế nhỉ? Em thật là vui tính và thẳng thắn đấy. Tính tôi là thế, tôi nghĩ ban đầu gặp mặt nên thẳng thắn với nhau, còn hơn là giả dối, sau này lại vỡ mộng đấy. Cô thú vị thật đấy. Cũng không hẳn thế đâu. Tôi nghe nói anh có vị trí khá cao trong công ty. Thế anh không chê tôi à? Nếu như mà tôi chê em ấy, thì tôi đã không tới đây để gặp em rồi. Mà tôi nghe nói em cũng là một người có tiền đồ. Mà tại sao em lại tự tin như vậy chứ? Tôi chỉ là nhân viên làm công ăn lương thôi. Tôi sợ người ta nói trèo cao thì ngã đau đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta chuyển chủ đề để tìm điểm chung được không? Không cần đâu. Tôi nghĩ người cùng giới còn có sở thích riêng, chứ nói gì đến nam và nữ, chủ yếu là hiểu và thông cảm thôi. Ừ, vậy thì chúng ta có đồng quan điểm rồi đấy. Thế à, trùng hợp nhờ? Tôi thấy giữa hai chúng ta ấy, nói chuyện với nhau khá là phù hợp. Vậy thì hôm khác tôi có thể mời em đi ăn được không? Không cần đâu, nếu có duyên ấy, thì sẽ gặp lại thôi. Vậy cũng được. Con khốn nạn, mày định cướp người yêu của tao à? Cô nói cái gì đấy? Nói gì thì cô tự hiểu chứ, để tôi phải nói thật ra à? Ý cô là sao? Tôi có biết bạn trai của cô là ai đâu. Cô còn dám cân cổ lên cãi à? Anh ấy chính là Trần Tân. Cái gì? Anh là Trần Tân chứ không phải Trần Ân à? Đúng rồi, tôi là Trần Tân. Thế rốt cuộc một trong hai người ai là An Huyền? Là tôi. Sao lúc nãy tôi hỏi anh lại xác nhận là đúng? Thì tôi bảo với cô tôi là Trần Tân còn gì. Tài của cô nghe kiểu gì đấy? Thì tôi là An mà. Thôi chết rồi, nhầm đối tượng rồi. Này, cô tưởng cô nhầm thì tôi sẽ bỏ qua cho cô à? Xin lỗi cô, tôi thực sự nhầm bạn trai đi xem mắt ạ. Cô nói thế có chó nó mới tin. Làm gì có chuyện đi xem mắt mà không nhận ra bạn trai cần gặp. Cô nghĩ tôi là con ngu à? Tôi là đồng nghiệp của cô, làm sao tôi có thể cướp bạn trai của cô được?
Anh ấy vẫn còn ở đây. Tôi trả lại bạn trai cho cô đấy. Này, hai cô xem tôi là cái gì đấy mà trả với cả không trả một cách dễ dàng như vậy hả? Anh Tân, em không có ý đấy đâu. Cô ta thấy anh đẹp trai giàu có nên cô ta muốn quyến rũ anh đấy. Này cô nói cái gì đấy? Cô hỏi anh ấy xem, nãy giờ nói chuyện tôi có hành động nào là quyến rũ anh ấy chưa? Cô đi quyến rũ bị bắt quả tang, cô có dám nhận không? Cô cái gì mà cô? Đúng là loại con gái không biết xấu hổ. Chồng thì quê mùa một cục, cô lấy tư cách gì mà đòi làm bạn gái của anh ấy cơ chứ? Có gì mà không được, tôi quê thì sao chứ, anh ấy cũng đâu đã có vợ. Cô An, tôi thật không ngờ cô lại là con người như vậy đấy. Anh mới là Trần Ân à? Đúng vậy, là tôi đây. Mẹ tôi nói cô ngoan ngoãn, hiền lành, khi mà cô lại lươn lẹo như vậy đấy. Không phải thế đâu, tôi với cả anh Tân ý là nhận nhầm thật mà. Cô thôi đi, cô không thích tôi thì cứ nói thẳng. Việc gì phải hẹn tôi đến gặp mặt, xong rồi cho tôi leo cây như thế. Đến bản thân cô ấy, cô đi hẹn hò cùng người khác đây này. Tôi không có ý đó. Anh Ân à, thực sự thì giữa tôi và cô An đấy đều là nhận nhầm đối tượng. Anh đừng hiểu nhầm cô An như thế. Anh cùng một ruột với cô ta, anh có quyền gì mà lên tiếng? Anh Ân này, anh không biết phân biệt phải trái đúng sai thì thôi, còn đi gây gổ với người khác à? Xin lỗi, tôi không cao thượng được như vậy. Chào nhá, hẹn không gặp lại. Anh Ân, đời còn dài, trái đất tròn, anh không thể nào nói trước được đâu. Nè, tôi mà có gặp lại anh ý, thì tôi sẽ tránh, để tránh gặp xui xẻo đấy. Cô còn không mau cút đi, muốn ở đây làm kỳ đà cản bộ chúng tôi à? Xin lỗi anh Tân, tôi đi trước đây. Anh Tân à, cô ta không phải là người hẹn gặp anh đâu, em mới chính là An Huyền này. Chính vì cô đến muộn 30 phút cho nên mới xảy ra chuyện như vậy đấy. Em xin lỗi, do em bị tắc đường cho nên em mới đến muộn. Cô nghĩ có thể bao biện bằng câu nói kẹt xe à? Giờ này đường lấy đâu ra người mà tắc? Chắc cô lại muốn làm cao nên cố tình đến muộn chứ gì. Vậy bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được không? Xin lỗi cô, thời gian của tôi có hạn, 30 phút dành cho cô ấy là quá đủ rồi đấy. Nhưng mà đấy là thời gian anh nói chuyện với cô ta thôi mà, chứ có phải em đâu. Nếu vậy thì để tôi nói rõ quan điểm của tôi cho cô biết nhá. Tôi rất ghét những người làm việc sai lệch về thời gian, ngay cả trong cuộc sống hay là cả trong công việc công ty cũng vậy. Mà cô đi làm ấy cũng cần phải đến đúng giờ mà, đúng không? Chuyện này em đã xin lỗi rồi mà, tại em bị tắc đường nên em mới đến muộn thôi. Thôi rồi, tôi sẽ cho cô thêm 15 phút nữa. Anh ta nói chuyện thật khó chịu, không phải nhìn anh là người có tiền thì tôi cũng không nhịn đâu. Anh Tân, anh có uống thêm gì không ạ? Không cần đâu. Anh Tân, em là An Huyền, trưởng phòng kinh doanh của công ty Lâm Thành. Còn anh làm nghề gì ạ? Công việc của tôi à? Tôi chỉ làm mấy cái công việc vớ vẩn thôi, không đáng để nhắc tới. Ra cũng không sao, làm gì cũng được ạ, miễn là công việc mình thích là được. Vậy anh có nhà riêng chưa? Hay là anh ở cùng với gia đình ạ? Tôi thuê nhà riêng để tiện cho việc đi làm. Còn công việc của tôi ấy vất vả lắm, thường thường phải đi sớm về muộn. Vậy tiền lương của anh chắc cũng cao lắm nhỉ? Tôi thấy anh ăn mặc khá thời thượng. Quyền này, tôi nghĩ là tôi và cô ấy không hợp nhau đâu. Thế nên cuộc nói chuyện này chúng ta dừng lại được rồi. Làm sao thế hả? Có phải là cô ta nói xấu em trước mặt anh nên anh không thích em với cô đúng không? Cô hiểu nhầm rồi, cô ấy còn không hề biết tôi và cô hẹn gặp nhau, và thậm chí còn không biết tên tôi thì làm sao mà nói xấu được. Anh Tân à, ở công ty em ý, cô ta là cái loại nhiều chuyện lắm đấy, vì vậy em mới được lên chức trưởng phòng, còn cô ta thì không đấy ạ. Đây là chuyện của hai cô, tôi không quan tâm đâu, tôi phải trước đây. Ok, anh Tân. Còn dai can, mày dám đến phá đám cưới người yêu của tao à? Mày sẽ không xong với tao đâu.
Chủ tịch ơi, hôm nay em tưởng chủ tịch đi xem mắt bạn gái cơ mà, sao về bực tức khó chịu thế hả? Trời ơi, tôi không tự hiểu nổi. Cậu bảo cậu giới thiệu bạn cho tôi, thế mà cậu giới thiệu cái kiểu gì đấy hả? Chả làm sao cả. Thì sếp ạ, thực ra ấy, nó là em gái của bạn em. Tại nó ấy, nó cứ này nỉ em giới thiệu chủ tịch cho nó. Ôi giời ơi, cậu không xác nhận trước cô gái đấy là ai mà cậu đã giới thiệu cho tôi rồi à? Tôi nói thật với cậu này, nếu như không phải mẹ tôi lải nhải cái chuyện mà tôi chưa vợ chưa con ấy, thì tôi đã không phải tốn thời gian vào cái chuyện không đầu đấy đâu. Ai bảo chủ tịch ế cơ, mẹ giục là phải rồi. À, cậu dám nói để cô đấy à? Dạ, em không dám ạ. Với cả là em thấy cô ta cũng xinh chưa ạ? Em còn gửi cả ảnh cho chủ tịch nữa cơ. Xinh chỉ để ngắm thôi à? Tôi nói thật với cậu này, cô ta vừa đánh đá này, vừa thực dụng, lại còn mở mồm ra là tiền. Ui giời ơi. Ô, mà nhắc tới chuyện này tôi mới nhớ ra, tôi quên chưa xem hình mà cậu gửi, cho nên hôm nay tôi gặp nhầm người đấy. Cái gì? Chủ tịch đi xem mắt mà nhận nhầm người? Úi dồi ôi, chuyện này lần đầu tiên em nghe thấy đấy ạ. Có 102 chủ tịch. Cậu dám cười tôi đấy à? Dạ. Nhưng mà này, tôi thấy cái cô gái mà tôi gặp nhầm ấy khá là thú vị, khá là thẳng thắn, mặt mũi thì cũng không tồi. Vậy là chủ tịch đi xem mắt một lần hai người. Nếu người ta không biết ấy, người ta sẽ nghĩ chủ tịch là cha nam đấy ạ. Cậu muốn chết đấy à? Này, tôi bảo, cô gái này với cô gái kia là đồng nghiệp cùng một công ty đấy. Ái rồi, hỏng rồi, hỏng thật sự rồi. Cậu là sao? Ý của em là chủ tịch đã gây lên cuộc chiến giữa hai quý bà rồi đấy ạ. Dở rồi. Thế à? Mà thôi, tôi ra ngoài đi, bây giờ tôi có việc cần phải giải quyết. Mà sếp ơi, em hỏi sếp tí, sếp ấy có xin được số điện thoại của cô gái kia không ạ? Không. Úi giời ơi, trời đất ơi, thật sự luôn, sếp chán sếp. Cậu có ra ngoài làm việc không? Dạ vâng, em đi ra ngoài luôn đấy ạ, em xin phép. Đàn ông đàn an lèo nhá lèo nhèo. Tài liệu cô cần đây nhá. Cô đem đi photo thành 10 bản cho tôi. Nửa tiếng nữa công ty có cuộc họp gấp đấy. Sao lúc tôi đi lấy cô không bảo luôn đi? À, tôi quên mất. Cô không làm nhanh là đến giờ họp bây giờ đấy. Tài liệu tôi đã chuẩn bị xong rồi. Cô đi pha cho tôi cốc cà phê đi. Cà phê của cô đây. Cô pha cà phê kiểu gì mà nguội ngắt người ngơ thế này? Đi pha cốc khác đi. Tôi pha lại rồi đấy. Này, cô muốn bỏ chết tôi đấy à? Làm ăn thì chẳng cái gì ra hồn. Pha cốc cà phê cũng không xong. Đúng là cái đồ vô dụng. Xin lỗi, để tôi đi pha cốc khác. Thôi, khỏi cần. Cô đi chuẩn bị hội trường đi. Nhưng đó là công việc của bên bộ phận tạp vụ mà. Nhưng do chúng ta họp gấp nên chúng ta phải tự chuẩn bị. Sao tôi nói một câu cô cứ cãi một câu là sao nhỉ? Tôi là cấp trên của cô, tôi bảo gì thì cô phải làm. Cô nghe rõ chưa? Nhưng đó không phải là công việc của tôi. Cô còn dám cãi à? Được, nếu cô không muốn làm thì được thôi. Tôi sẽ đi nói với giám đốc là cô không hoàn thành công việc. Để tôi xem cô có bị đuổi việc không. Cô uy hiếp tôi á?
Tôi không uy hiếp cô. Tôi nói là tôi làm. Cô không muốn làm việc ở cái công ty này nữa thì cứ thử xem. Có phải vì chuyện hôm đi xem mắt mà cô cố tình chơi tôi đúng không? Phải đấy. Vì tôi ghét cái bản mặt của cô cho nên tôi cố tình chơi cô đấy. Thì làm sao nào? Cô làm gì được tôi? Tôi đã bảo rồi, tôi không quen biết anh ta. Cô thôi cái trò đạo đức giả đấy đi. Cô thấy bạn trai tôi giàu có và đẹp trai cho nên cô định cướp anh ấy có phải không? Này, cô không có cửa đâu. Nếu cô đã không chịu bỏ qua như thế thì tôi cũng nói luôn, anh ta đâu phải bạn trai của cô đâu. Hôm đó hai người mới đi xem mắt mà. Sao? Cô lòi đuôi cáo rồi đấy à? Cô có giỏi thì đi gặp anh ta mà biến anh ta thành bạn trai của cô đi. Đừng có ở đây mà đôi co với tôi. Tôi không hứng thú với đồ của cô đâu. Còn danh, mày định đấu với tao á? Được, tao sẽ cho mày đến mùi thất bại. Tôi cũng đang muốn chờ xem cô làm thế nào đây. Đây là bản hợp đồng công ty đã soạn sẵn, cộng với tài liệu về dự án lần này, để hợp tác với công ty FPM. Giao cho cô đấy. Tôi chỉ là một nhân viên, đi bàn chuyện hợp tác với một công ty lớn như thế có hợp lý không? Tôi không cần biết. Công ty giao cho cô thì cô phải làm. Nếu mà cô không làm được ấy thì cô viết đơn xin nghỉ việc đi. Tôi biết rồi. Đây là dự án rất quan trọng. Tôi không cần biết cô làm cách nào, nhưng mà bằng mọi giá phải ký được hợp đồng. Nếu mà cô không làm được ấy thì cô đừng có đến công ty nữa. Vâng. Một con nhân viên của em đến chủ tịch còn chẳng gặp được thì nói gì đến bàn chuyện làm ăn. Để tao xem lần này mày có thoát nổi không. Chào anh ạ. Chào cô. Cô cần gì nhỉ? Em bên công ty Lâm Thành sang để bàn chuyện hợp tác với công ty ta ạ. Vậy à? Thế cô đã hẹn trước chưa? Dạ chưa ạ. Thôi được rồi. Vậy cô làm gì ở bên công ty? Để tôi hỏi tiếp Tân, hỏi chủ tịch xem có đủ thời gian để mà tiếp cô không? Em là Hồng An, nhân viên phòng kinh doanh ạ. Cái gì cơ? Bên công ty cô cử một nhân viên nhỏ nho như thế để sang đây bàn chuyện làm ăn á? Với cả là không có hẹn trước nữa mà còn đòi gặp chủ tịch. Này, các cô nghĩ các cô là ai vậy? Xin lỗi vì để các anh hiểu lầm, nhưng mà chúng tôi thực sự có thành ý ạ. Thành ý cái gì? Công ty của các cô quá khinh thường công ty tôi rồi đấy. Mà thôi, mời cô về. Tôi xin anh đấy, tôi đến đây còn chưa được gặp cả chủ tịch. Nếu như mà tôi phải về là tôi bị đuổi việc đấy ạ. Này, đấy là việc của cô, không liên quan gì đến tôi cả. Mà thôi, mời cô về cho. Có chuyện gì vậy? Em chào chủ tịch ạ. Là anh. Là cô sao? Anh là chủ tịch công ty FPM. Đương nhiên, anh Tân đẹp trai phong độ đây chính là chủ tịch công ty FPM đấy. Này, cô quyết định đi. Cô qua đây có chuyện gì đấy? Thưa anh, cô ấy chỉ là nhân viên bên công ty Long Thành thôi ạ. Mà cô ấy cứ muốn đòi gặp anh để bàn công việc, nhưng mà em đuổi cô ấy về rồi. Không sao đâu, để cô ấy vào. Thật ạ? Tôi là chủ tịch, đương nhiên những gì tôi nói phải là thật rồi. Cô đi theo tôi. Sếp. Sếp mình hôm nay làm sao ấy nhở? Sao dễ dãi như vậy được? Cô ngồi đi. Dạ vâng. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh. Nhân tiện anh cho tôi xin lỗi về sự việc hôm trước ạ. Đó không phải là lỗi của mình cô. Cũng là do tôi sơ suất nên đã xảy ra chuyện như vậy. Để bạn gái anh hiểu lầm, tôi thực sự áy náy quá. Đó không phải là bạn gái của tôi, mà chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường thôi. Không thành coi như không có duyên. Hôm nay tôi được công ty giao nhiệm vụ đến để bàn về chuyện hợp tác với công ty các anh. Tôi biết ý, là một nhân viên nhỏ bé thì chưa có tư cách nói chuyện với anh. Nhưng mà... Nhưng sao? Nhưng việc cấp trên giao ấy thì tôi vẫn phải hoàn thành. Cho dù kết quả thế nào thì tôi vẫn phải cố gắng ạ. Được, tôi rất thích sự thẳng thắn từ cô. Vậy thì ngày hôm nay tôi xả ván lệ, chuyện chức vụ
và cấp bậc đối với cô. Chỉ cần hợp tác thành công và có lợi thì tôi sẽ đồng ý. Cảm ơn anh. Đây là bản hợp đồng của công ty chúng tôi. Anh cứ xem qua đi, rồi tôi sẽ từ từ trình bày dự án với anh ạ. Ok. Được rồi. Dự án này công ty của tôi quyết định sẽ hợp tác với công ty của cô. Thật thế ạ? Cảm ơn anh rất nhiều. Thế là công việc của tôi được giữ lại rồi. Cô nói như thế nghĩa là nếu như cô không ký được hợp đồng thì cô sẽ bị đuổi việc à? Dạ vâng ạ. Thế thì khác nào bảo cô nghỉ việc luôn đi cho rồi. Bởi vì một nhân viên như cô ấy bình thường rất khó để có thể gặp được tôi. Dạ tôi biết. Thế tôi có thể mời anh đi ăn để cảm ơn anh được không ạ? Được thôi. Tối nay tôi cũng rảnh. Thế tối nay tôi mời. Anh muốn ăn ở đâu? Đâu cũng được. Quyết định thế đi. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh. Ok. Dạ vâng, tôi xin phép về trước đây ạ. Chào cô. Công ty FVM đã nhất trí hợp tác với chúng ta. Còn đây là bản hợp đồng đã ký. Sao cơ? Cô ký được hợp đồng rồi á? Đúng vậy. Cô làm tốt lắm. Tôi sẽ báo cáo lại với giám đốc là dự án này cô ký được hợp đồng. Vậy giao cho cô phụ trách lên kế hoạch thực hiện luôn nhé. Vâng. Được rồi. Cô ra ngoài làm việc đi. Xem như lần này cô may mắn đấy. Nhưng mà sẽ không có lần sau đâu. Vào đi. Dạ. Chào chủ tịch. Có cô Huyền bên công ty Lâm Thành muốn gặp anh ạ. Cậu cho cô ấy vào đi. Dạ vâng ạ. Vào đi. Chào anh. Tôi là Huyền, trưởng phòng kinh doanh công ty Lâm Thành. Là cô sao? Ông. Anh chính là chủ tịch công ty FVM. Đúng vậy. Tôi chính là chủ tịch của công ty FVM. Cô ngạc nhiên lắm phải không? Sao hôm đấy anh bảo là công việc của anh không ổn định cơ mà? Thì đúng rồi. Công việc của tôi ấy thường xuyên phải đi công tác nước ngoài. Thế nên tôi không thường xuyên ở trong nước. Mà hôm nay cô tới đây có việc gì không? À, tôi thay mặt công ty đến để xin lỗi anh về buổi ra mắt sản phẩm sáng ngày hôm qua. Có chuyện gì vậy? Cô có thể nói rõ ràng hơn được không? Dự án lần này công ty giao cho cô An chịu trách nhiệm. Nhưng mà cô ta làm việc thiếu trách nhiệm. Thậm chí cô ta còn ăn mất nguyên liệu, dẫn đến sản phẩm kém chất lượng. Thế công ty của cô đã điều tra chưa? Là cô ta làm thật sao? Dạ rồi ạ. Hành động của cô ta đã dẫn đến một số khách hàng đến khiếu nại. Họ yêu cầu bồi thường, làm ảnh hưởng đến kinh tế cũng như uy tín của hai công ty. Thế công ty của cô định xử lý như thế nào? Dạ, công ty đã đuổi với cô ta và yêu cầu cô ta phải chịu trách nhiệm cũng như phải bồi thường về sản phẩm kém chất lượng đấy. Nếu như công ty của cô đã điều tra, xử lý và có người đứng ra chịu trách nhiệm ấy, thì công ty của tôi cũng không truy cứu nữa. Cảm ơn anh ạ. Tôi cũng không ngờ cô ta lại to gan như vậy. Thôi rồi, bây giờ cô về giúp công ty lo liệu nốt số sản phẩm kém chất lượng mà đã được bán ra ngoài đi. Anh Tân này, tôi có thể mời anh đi uống cà phê được không? Nếu như cô muốn nói chuyện về công việc ấy thì nói luôn ở đây đi. Còn nếu mà là chuyện riêng ấy thì xin lỗi, tôi không có thời gian rảnh. Vậy thôi, em về đây ạ. Chào cô, tôi không tiễn.
Mời vào. Chào vui anh ạ. Anh Tân, có chuyện gì mà anh đích Tân tới đây thế này? Có gì thì anh cứ alo cho em qua đấy được mà. Chào cô Huyền. Sao cô còn ra bắt mặt đến công ty thế ạ? Cô đứt dây thần kinh xấu hổ rồi đấy ạ? Câu đó phải dành cho cô mới đúng đấy. Chính tôi là người đã mời cô An đến đây cùng với tôi đấy. Anh Tân, sao anh lại đi cùng cô ta? Tôi đến đây để thông báo cho cô biết việc mà cô thuê người trao đổi sản phẩm kém chất lượng để ám hại Hồng An đấy đã bị phát hiện rồi đấy. Việc đấy là do cô ta làm mà. Sao anh lại đổ lỗi cho em? Đến nước này mà cô còn rảo biện được sao? Tôi không có rảo biện. Chính cô mới là người trao đổi sản phẩm để tuồn ra ngoài bán lấy tiền riêng đấy. Cô Huyền, cô không cần phải nói nữa đâu. Cô Đức, đưa anh ta vào đây. Đi vào đây. Chính anh ta là người đã trực tiếp trao đổi sản phẩm. Anh ta khai cô Huyền đã thuê anh ta làm ra việc này đấy. Anh đừng có mà gấp bá vút người. Tôi đâu có quen biết gì anh ta. Người quen anh ta ấy chính là cô An. Anh Ân, anh đường đường là một phó giám đốc công ty mà sao anh có thể làm ra được chuyện vô liêm sỉ như thế? Cô An này, anh ta cờ bạc nên nợ nần chồng chất nên đã nhận lời cô Huyền để làm ra việc này hãm hại cô ấy. Chuyện này không liên quan gì đến tôi cả. Anh Ân, anh nói gì đi chứ? Chính cô ta đã thuê tôi trao đổi sản phẩm. Cô ta còn nói nếu như số sản phẩm đó được bán đi ấy thì cô ta sẽ cho tôi thêm tiền. Anh Tân, anh đừng có nghe anh ta nói bậy. Tôi sợ cô lừa tiền tôi nên tôi đã ghi âm lại cuộc giao dịch giữa tôi và cô rồi. Sao? Cô còn điều gì muốn chối cãi không? Em... Cô đợi quyết định nghỉ việc từ công ty đi. À, tiện đây tôi thông báo cho cô luôn. Cô An là người yêu của tôi và cô ấy sẽ về công ty của tôi làm việc. Còn danh này, vậy mà mày dám bảo không cướp bạn trai của tao à? Cô nhầm rồi. Đấy chính là do cô đã cho cô An cơ hội chứ không phải là lỗi của cô ấy. Chúng ta đi thôi. Công chúa, ta tặng nàng này. Đẹp quá. Có thích không? Em tôi đâu? Nó thế nào rồi? Cứu, cứu thiếp, đồ phù thủy xấu xa độc ác. Cút đi, cút đi. Em tôi làm sao thế này? Cậu làm gì em tôi thế hả? Chị là ai? Chị có quan hệ gì với cô ấy? Tôi là chị dâu của nó. Anh đỡ bệnh để tôi đi thay. Có sao không? Thì ra là như vậy. Thế bây giờ tôi mời chị ngồi. Tôi sẽ thưa chuyện với chị. Không sao đâu. Công chúa đừng sợ. Có hoàng tử đây rồi. Hoàng tử sẽ bảo vệ cho công chúa. Cái gì thế này? Nổi hết cả da gà. Dạ thưa chị, chuyện là như này ạ. Ngày hôm qua tôi đang đi trên đường thì cô ấy lao ra chặn đầu xe tôi. Tôi phanh không kịp nên đã đâm phải cô ấy, khiến cô ấy ngã ra đường. Tôi đã đưa cô ấy đi kiểm tra bác sĩ. Bác sĩ nói cô ấy bị chấn thương vùng đầu, ảnh hưởng tới não bộ nên tạm thời cô ấy bị ảo tưởng, là lõ lem đấy ạ. Thế bác sĩ có bảo điều trị thế nào không? Bao giờ thì nó khỏi? Sắp đến ngày ăn hỏi dập con thế này thì ai mà dám lấy cơ chứ. Ấy chị cứ bình tĩnh ạ. Đừng sợ, không sao đâu. Đồ phù thủy xấu xa độc ác. Mày không? Bà chủ bình tĩnh đã. Nghe anh ta nói cái gì đã? Làm gì mà vội thế? Thưa chị, bác sĩ nói cô ấy hoàn toàn có thể hồi phục nhưng mà cần thời gian. Và điều quan trọng nhất ấy, là phải có người thân chăm sóc và cho cô ấy cảm giác an toàn. Nói thế thà không nói còn hơn. Con Nan nhà tôi sắp đến ngày ăn hỏi rồi đấy. Chuyện này mà đến tay nhà trai mà họ được hủy hôn thì cậu có đền được không ạ? Alo. Kìa, có gì bình tĩnh nghe tôi nói đã. Chuyện không phải như vậy đâu. Con Nan nhà tôi nó khỏe mạnh bình thường mà.
ai bảo nó điên? Ơ kìa, alo, alo. Có chuyện gì đây? Không biết nhà trai nghe đâu thông tin cô Nan bị điên. Họ đòi hủy hôn rồi. Cái gì cơ? Hủy hôn á? Thôi, hỏng việc rồi đấy. Tất cả là tại mày đâm vào đó, cho nên con Nan nó mới bị hủy hôn. Mày phải đền bù thiệt hại cho nhà tao. Chuyện này... Đẹp nào. Tiền váy cưới, tiền hồi môn, tiền dẫn cưới, ít nhất cũng phải vài tỷ. Vài tỷ thì tôi lấy đâu ra? Chị cũng thấy rồi đấy, cái căn nhà này của tôi có bán đi cũng không được nổi vài trăm triệu, huống chi là vài tỷ ạ. Tao không cần biết, mày muốn làm thế nào thì làm, phải đền bù đầy đủ thiệt hại cho nhà tao. Còn nếu không ý, tao sẽ kiện mày đi tù đấy. Vậy thì chị cứ kiện đi, tôi sẽ đi tù. Chứ tôi kiếm đâu ra tiền để đền cho chị bây giờ à? Mày! Nào, bình tĩnh đi. Mà này, đi ra kia, anh cũng chuyện muốn bàn với em đấy. Đi. Không sao đâu, đừng sợ. Căng nhỉ. Mà này, anh thấy chính ra cái ai bị như thế lại hay đấy. Hay á? Em chẳng thấy hay đâu cả. Bây giờ nhá, cái An ấy, nó là con kỳ đà cản mũi của chúng ta. Bây giờ nó bị như thế rồi, nhà trai ấy cũng hủy hôn rồi, sao không nhân lúc cơ hội này bắt thằng kia cưới nó, rồi đuổi nó ra khỏi nhà luôn. Thế là nhà chỉ còn thằng chồng bệnh tật của em và hai chúng ta. Rồi chúng ta thoải mái muốn làm gì thì làm. Chính xác. Sao, em thấy anh giỏi không? Không hổ danh là người yêu của em. Cách đấy mà cũng nghĩ ra được. Sao, đi vào nói nhá. Ừ. Nào uống nước đi. Cậu là Tân phải không nhỉ? Dạ vâng ạ. Thế này cậu Tân nhá, tôi thấy nhà cậu cũng nghèo, cho nên tôi cũng không bắt đền cậu nữa. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Tôi còn chưa nói hết. Em tôi nó thành ra thế kia, tôi muốn cậu phải chịu trách nhiệm. Cậu phải lấy nó, tôi chăm sóc cho nó cả đời, được chứ? Sao cơ ạ? Làm chồng sao? Trời ơi, làm sao có thể được ạ? Không đồng ý thì đền tiền, hoặc chấp nhận đi tù, tùy công chọn. Chồng à. Đấy, thấy chưa? Nó nặng nặc gọi cậu là chồng kia kìa. Đây là duyên trời định đấy. Em cứ yên tâm ở đây, ngoan, nghe lời chồng nhá. À! Con điên này, mày muốn chết hả? Chị thông cảm, cô ấy không được hôn cho lắm ạ. Đi về. Thôi, đi vào nhà đi. Cô cười đủ chưa? Cười xong rồi ý, thì giải thích của tôi cái. Lúc đầu cô chỉ bảo với tôi là giúp cô giả điên thôi, bây giờ thành ra tôi phải cưới cô làm vợ đấy. Thôi, coi như là anh giúp tôi đi. À mà không, anh phải chịu trách nhiệm vì đâm xe vào tôi còn gì. Này, chuyện gì ra chuyện đấy chứ. Tôi đâm phải cô ấy thì tôi đã đưa cô đi viện khám, chụp chiếu đàng hoàng với cả bác sĩ, bảo cô cũng bị làm sao đâu. Thôi, coi như là anh giúp tôi đi, tôi rất là đáng thương đấy. Thôi rồi, nhưng mà ấy, cô phải kể rõ mọi chuyện cho tôi nghe đấy nhá. Tôi chưa từng thấy cái gia đình nào mà phức tạp như cái gia đình của cô đấy.
Thực ra ấy, tôi là em gái của giám đốc công ty Vivu. Còn cái bà lúc nãy là chị dâu của tôi. Bà ấy như một con cáo già, quyến rũ và sai khiến anh trai tôi đấy. Đúng là giặc ngô mà. Cách đây 2 năm, anh trai tôi bị tai nạn, giờ chỉ nằm một chỗ thôi. Công ty thì giao cho bà ta quản lý, còn tôi thì bị đẩy ra rìa. Dạo gần đây, công ty làm ăn sa sút, thế là chị ta nghĩ ra cách gả tôi cho một ông 50 tuổi để kiếm một món tiền lớn. Thế nên tôi mới phải chạy trốn rồi bị anh đâm phải đấy. Ồ, như thế thì khác nào bán em gái đâu. Thế mà anh trai cô cũng nghĩ ra được á? Thì tôi đã nói rồi mà, anh tôi bị bà ta mê hoặc, nhất nhất nghe lời vợ. Với lại tôi cũng chỉ là em gái cùng cha khác mẹ với anh trai tôi thôi, cho nên khó trách được anh ấy không yêu thương tôi mà. Tôi hiểu rồi, cô giả điên để trốn lấy cái lão già 50 tuổi đúng không? Cô cũng thông minh đấy. Thế tạm thời ấy, cô cứ ở nhà tôi đi. Khi nào mà chuyện qua đi rồi tính tiếp. Cảm ơn anh. Nước, khát nước. Lại cái gì nữa? Em sắp phải đến công ty rồi đấy. Nước, anh muốn uống nước. Alo, tôi đang trên đường tới công ty rồi. Nhắn đối tác đợi tôi một lát nhé. Ừ. Đã vội thì chớ, ai để đến giờ này không biết nữa. Chị dâu à, hôm nay em được nghỉ nên em đưa An đến đây để thăm anh chị à. Thôi khỏi, giờ tôi bận việc đến công ty rồi, không có thời gian chơi với hai người đâu. Đi về đi. Vậy thì chị cứ để bọn em vào chơi cùng với anh Ngân đi ạ. Tôi đã nói đến thế rồi mà cậu vẫn mặt dày thế nhở? Chẳng biết đến chơi lại tranh thủ nhặt nhạnh cái gì không biết nữa. Chị nói như thế là có ý gì à? Bọn em tuy nghèo thật đấy, nhưng mà vẫn có lòng tự trọng của mình. Nếu mà chị coi thường bọn em như vậy thì bọn em xin phép ạ. Đi về nào. Nhà đẹp, vợ muốn vào. Vợ ơi, anh muốn đi vệ sinh. Giời kia. Ôi giời ạ, sao lại ị hết ra giường thế này? Sao không biết cọ sớm hơn hả? Này, hai cô cậu muốn vào thăm anh trai đúng không? Dạ vâng ạ. Thế thì vào đi, tiện thể dọn dẹp vệ sinh cho anh ta giúp tôi nhá. Bây giờ tôi phải đến công ty rồi, thế nhá. Này, em ấy đã dụ được thằng chồng ký vào cái tờ giấy sang tên tài sản cho em chưa? Vẫn chưa. Lão già này cũng cáo già thật, sắp rụng lỗ rồi mà vẫn còn đề phòng em. Căng nhờ. Hay là thằng chồng em ấy biết em thông đồng với anh rồi? Làm sao có chuyện đấy được. Em và anh kín tướng thế cơ mà. Vì nhà em chăm sóc cho lão rất tận tình, không chê vào đâu được. Thôi, anh nghĩ là thằng chồng em ấy đang thử em đấy. Em cố đợi thêm một thời gian nữa xem sao nhá. Còn chờ cái gì nữa, em chăm sóc cho lão 2 năm rồi đấy. Em sắp hết kiên nhẫn rồi đây nào. Này, em nói bé bé thôi. Em muốn tất cả mọi người trong công ty đều biết là mà này, hết kiên nhẫn đấy, thì em định làm gì? Em muốn tăng thêm liều thuốc.
khiến cho hắn ganh ganh đạn trí. Đến lúc đấy em bảo gì hắn cũng nghe thôi. Em có chắc là làm được không đấy? Này, chẳng may mà bị phát hiện là chết cả nút đấy. Anh yên tâm, không ai biết được đâu. Chính vì em muốn giữ bí mật đấy, cho nên em mới không thôi yêu xin đấy. Được rồi, nhưng mà làm gì ấy vẫn phải giữ cẩn thận, nghe chưa? Em biết rồi. Nhìn anh dọn dẹp bãi chiến trường cho anh Ân đi, trông cũng giống bảo mẫu phết nhở. Em còn cười nữa à? Tất cả là tại chị dâu của em khôn lỏi, giao cho anh cái công việc khó khăn nhất. Thì cũng nhờ có công việc đấy mình mới được vào thăm anh trai em còn gì. Nhưng mà anh này, tại sao em thấy anh trai em ấy càng ngày càng yếu đi thế nhở? Em có thể nói rõ hơn được không? Thì lúc em mới bỏ nhà đi, anh ấy vẫn đang còn minh mẫn. Thế mà bây giờ, ngay cả việc đi vệ sinh, anh ấy cũng không làm chủ được. Anh thấy có lạ không? Ừ, kể ra thì cũng lạ thật. Liệu có uẩn khúc gì trong chuyện này không? Em thì lại nghi ngờ chị ấy giở trò. Liệu có khi nào chị ấy hãm hại anh trai em để thoải mái đến với tình trẻ không? Ý em nói là cái tên trợ lý mà hôm trước đi cùng với chị Huyền mà đến nhà anh á. Ừ, chả trách. Hôm đó chị Huyền ấy nghe theo lời hắn ta chăm sóc. Anh Tân, em có ý này. Nhà đẹp, bàn ghế đẹp, An phải lau dọn cho sạch sẽ thì anh trai mới thương An. Chị Huyền, chị về rồi đấy à? Ừ. Đấy, từ lúc mà chị đi ấy, An hết chăm sóc anh Ân, rồi lại đi dọn dẹp nhà cửa. Cứ như kiểu là cô ấy đã quá quen với cái công việc này rồi ấy. Cũng được việc đấy. À, mà thôi, bây giờ chị Huyền về rồi, chúng ta về đi, để cho chị Huyền còn chăm sóc anh Ân nữa. Không, không chịu đâu, vợ muốn ở cung điện cơ, không về đâu. Ở đây thì không được, mình phải về. Đi về đi, chồng dẫn vợ đi ăn KFC nhá. Không, vợ phải ở với anh trai trong kia kìa. Đấy, chị Huyền thấy không? Chắc là do có máu mủ ruột già, cho nên họ mới tình cảm như vậy đấy. Từ lúc mà An gặp anh Ân ấy, là An cứ không chịu về, nằng nặc đòi lại đây đấy chị ạ. Hay là mình giữ con điên này ở lại, để nó chăm sóc cho anh nó nhở? Dù sao nó điên điên cùng cùng thế này, cũng chẳng phát hiện ra việc mình làm. Hơn nữa, nếu chẳng may bị phát hiện, thì mình có thể đổ tội cho nó bị điên, nên cho anh nó uống liều thuốc. Hợp lý quá có gì. Thôi được rồi, nể tình họ là anh em, tôi cũng không đỡ chia cắt. Nếu mà cô ta muốn ở đây ấy, thì cậu cứ để cô ta ở đây đi, chăm sóc cho anh trai một thời gian. Biết đâu bệnh tình của hai anh em lại khá hơn thì sao? Ấy, như vậy sao được ạ? Em sợ là An cứ điên điên khùng khùng sẽ làm phiền đến chị đấy ạ. Không sao, dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà, có gì mà không thông cảm được chứ. Dạ vâng ạ. Thế An này, anh sẽ cho em ở lại đây với anh Ân, nhưng mà phải nhớ là phải nghe theo lời chị Huyền, nhớ chưa? Ở lại, thích quá, nghe lời, nghe lời. Hàng ngày sau bữa ăn thì cho anh cô uống hai viên này, nhớ chưa? Đây là hai viên, nhớ chưa? Không lấy nhiều hơn, cũng không lấy ít hơn. Nhớ, nhớ. Được rồi, đi làm luôn đi. Anh trai uống thuốc hai viên. Được rồi, là tốt lắm. Bây giờ mày đi theo tao, tao sẽ hướng dẫn mày giặt quần áo và dọn dẹp. Đi.
hàng ngày thay quần áo cho anh cô. Thấy anh ta ị ra giường ấy thì đem ga đi giặt, nhớ chưa? Mày giặt từ tao xem nào. Ôi trời ơi, cái con điên này, ai bảo mày giặt như thế hả? Đi vào nhà đưa anh mày đi vệ sinh kìa. Con ngồi đấy anh mày ra quần bây giờ. Điên quá đi mất. Nhưng mà thôi, có nó chăm sóc cho anh ta, mình cũng đỡ vất vả hơn mà. Ơ kìa, ở đây không tiện đâu. Không sao, từ giờ ấy, mình không cần phải sợ ai nữa. Ý của em là gì cơ? Toàn bộ tài sản đã thuộc về em rồi. Thằng chồng em tối hôm qua ấy, nó đã đồng ý điểm chỉ và giấy ủy quyền toàn bộ tài sản cho em rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần mang đi công chứng là xong thôi. Em nói có thật không? Mà thôi, làm ở đây lộ liễu lắm. Chẳng may con bé kia nó về thì sao? Cái con điên đấy thì sợ cái gì? Nó bị điên thì ai tin nó? Thế giới này bây giờ chỉ thuộc về em và anh thôi. Chị xem thường tôi quá rồi đấy. Chuyện gì thế này? Thằng kia, mày vào đây từ khi nào? Ai cho mày vào nhà tao hả? Là tôi cho cậu ấy vào đấy. Đây là nhà tôi. Chẳng nhẽ tôi không cho em gì và em gái của mình vào được à? Sao anh lại tỉnh táo thế này? Còn con Đan, mày không bị điên à? Anh em tôi hoàn toàn khỏe mạnh và tỉnh táo. Người không tỉnh táo ở đây chính là chị đấy. Anh Ân, anh mệt lắm đúng không ạ? Anh có nhận ra em không? An, đỡ anh dậy. Không hiểu sao, dạo này đầu anh cứ thấy đau đau. Nhớ quên quên, người thì mệt mỏi. Đi vệ sinh ấy, cũng không tự chủ được. Anh, thực ra em biết nguyên nhân của tất cả những việc này, nhưng mà anh phải thật bình tĩnh nghe em nói này. Thật ra em đã giả điên để quay lại đây chăm sóc anh. Chính chị Huyền đã lén đổi thuốc để hãm hại anh đấy ạ. Em đừng nói linh tinh. Em và Huyền ấy, từ xưa đến giờ không ưa nhau. Em định chia rẽ tình cảm vợ chồng anh đấy à? Đây, tất cả những bằng chứng ấy, em đã lén ghi lại vào trong này rồi. Anh xem đi, có cả cảnh chị ta lén lút hẹn hò với trợ lý Đức, cũng là tình nhân của chị ta đấy ạ. Lũ khốn nạn này, dám làm trò này sau lưng tôi à? Không được, anh phải đi xử lý chúng nó. Anh như thế này thì đi làm sao được? Việc của anh bây giờ là cứ nằm dưỡng thương. Tất cả mọi thứ để em xử lý. Em thì làm được cái gì chứ? Anh yên tâm đi, em đang còn một người nữa giúp cơ mà. Anh Tân, anh vào đi. Em chào anh ạ. Em rể. Giới thiệu với anh, đây là anh Tân, chủ tịch công ty FVM. Trong một lần va chạm phải em ý, em đã tương kế tự kế, nhờ anh ấy phối hợp diễn xuất để lừa chị Huyền đấy ạ. Thế không phải là em rể à? Vậy bước tiếp theo ấy, chúng ta phải làm gì? Bước tiếp theo, chúng ta vẫn giả vào diễn kịch để cho chị Huyền lộ ra mục đích cuối cùng. Và cùng lúc đó, A sẽ là người thu thập thêm bằng chứng để tố cáo chị ta. Được, tôi nghe cậu. Thế là bị bại lộ rồi à? Cô... Giám đốc ơi,
cái việc mà em quay lại với bọn sếp ấy là em sai rồi. Nhưng mà cái việc ham hại anh ấy thì em không biết gì đâu ạ. Này, anh định đổ hết trách nhiệm cho tôi đấy à? Anh nên nhớ, anh mới chính là người xui tôi hại chúng tôi đấy. Sao bây giờ còn không nhận là sao? Sao ghẻn thế? Này, cô là linh tinh cái gì thế? Muốn chết ấy thì chết một mình đi, lôi tôi theo vào làm cái gì? Bây giờ thì tôi biết bộ mặt khốn nạn và hèn nhát của anh rồi nhá. Tôi nói cho anh biết, tôi chết cũng không chết một mình đâu. Được rồi, đã thế tôi sẽ khai hết. Cô bị điên à? Cô định làm gì cơ? Anh Ân, tôi nói cho anh biết một bí mật. Tôi và anh Đức yêu nhau đã lâu rồi. Chính anh ta đã vạch kế hoạch để tôi tiếp cận và làm vợ của anh đấy. Cô bị điên à? Nói cái gì đấy? Muốn chết không? Là anh ghét tôi mà. Ngay cả việc anh bị tai nạn xe cách đây 2 năm trước cũng chính là do một tay anh ta thuê người làm đấy. Điều ngoài mong muốn là anh lại không chết ngay. Anh lại tàn phế đến tận bây giờ. Cho nên bây giờ tôi mới khổ sở như thế này đấy. Cô bị điên à? Hả? Tôi nói cho anh biết, tôi có bị đi tù ấy thì tôi cũng phải lôi anh theo. Tôi sẽ không để anh nhởn nhơ ngoài để đi tán con khác đâu. Tất cả im đi. Tôi cũng muốn nghe bất cứ điều gì nữa. Các người hãy để dành những lời đấy mà nói với công an đi. Toàn bộ cuộc nói chuyện tôi đã đặt máy quay và ghi lại hết cả rồi. Hai người không thể nào chối tội được đâu. An à, anh xin lỗi vì thời gian qua anh đã luôn lạnh nhạt với em. Từ bây giờ ấy, anh sẽ chăm sóc và yêu thương cho em. Em tha lỗi cho anh nhé. Em biết là anh vẫn còn yêu thương em mà, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài thôi. Còn cậu nữa, tôi cảm ơn cậu vì thời gian qua cậu đã luôn chăm sóc cho em gái của tôi. Tôi không biết cảm ơn cậu thế nào. Tôi có đứa em gái này. Cậu rước nó đi hộ tôi. Anh này, anh lại định bán em nữa đấy à? Món quà này che không nhận được đâu à? Không phải. Ý của em là An xứng đáng được trân trọng hơn thế à? Nhân tiện đây, em cũng xin phép anh cho em và Hồng An được chính thức theo đuổi nhau ạ. Thế mà tôi cứ tưởng... Đây, tôi giao em gái tôi cho cậu. Cứ từ từ mà theo đuổi đó. Bây giờ tôi vào trong nghỉ ngơi đây. Chào An, em đang chờ ai à? Hôm nay anh trai của em có việc nên đón muộn. Mà anh là Tân 12A9 à? Được rồi. An này, nếu mà em không chế thì... Chế chứ. Này, anh ơi, anh nghĩ sao mà chở cô ấy về bằng chiếc xe đạp này của anh? Em nhìn tôi là em thấy đau mông rồi. Anh không có ý đó. Không có ý đó. Này, anh đừng có mà giấu em. Em nhìn thôi là cũng biết thừa rồi. Cái cậu này bất lịch sự quá rồi đấy. Sao? Sao cậu nói tôi như thế? Này, cậu nói đi. Có phải cậu thích anh ấy rồi đúng không? Này, không phải thấy anh ấy đẹp trai mà cậu đối xử với tôi như thế đâu nhá. Này, cậu có tin là tôi cho cậu một trận không? Anh xin lỗi. Bây giờ anh có việc, anh về trước đây. Anh có món quà này tặng cho em, mong là em sẽ nhận. Anh đi trước đây. Ê, cái gì ấy? Cho xem với hả? Đừng có hòng mà đụng vào quà của tớ.
quà rồi bỏ chạy, rồi nói mong em sẽ nhận, làm sao mà từ chối được. Đúng là cái đồ lươn lẹo mà. Ôi giời ơi, cậu làm cái quái gì thế này? Cậu đừng nghĩ cậu là bạn tớ rồi thích làm gì thì làm nhá. Cậu mà làm không nghiêm túc ấy thì vẫn bị đuổi việc đấy. Ôi trời ơi, bà chị ơi, hồ sơ của em đây mà. Bà chị nhìn kỹ đi, khổ quá cơ. Bà chị ấy muốn đuổi việc em ấy thì nói một câu, sao phải la mắng như thế? Tớ chết rồi. Được rồi, bớt giận nhá, tớ xin lỗi mà. Thôi, chả dám, tôi giận rồi. Thôi, muốn ăn gì thì nói đi. Phải vậy chứ, có phải làm giám đốc ấy là thích nói gì thì nói đâu. Rồi, tớ biết lỗi rồi mà, được chưa? Được rồi. Tôi tặng tha lỗi cho cậu đấy. Vì cái tính ham ăn của tôi nên là tôi tha. Khiếp, người ta nhìn vào không biết tớ là cấp trên hay là cậu nữa đấy. Ui giời. Này, ngày xưa ấy, mà không có một thằng này nhắc bài cho ấy thì chắc mà ngồi cái bàn giám đốc này đấy. Này, ai cao hơn ai? Cái cậu này, cậu còn mang chuyện ngày xưa ra nhắc à? Ngày xưa ấy, tớ là đề A, cậu là đề B. Thế mà cậu còn dám nhắc tớ, suýt chút nữa là tớ ở lại lớp rồi đấy. Ờ, vậy à? Thôi, tớ đi có việc đây. Mà này, hứa cho người ta đi ăn là phải làm ấy nhá. Thôi, bye bye. Chúc mừng giám đốc nhá. Lần này chúng ta lại thâu tóm thêm một công ty nữa rồi. Lần này công của cô cũng rất lớn đấy. Tôi sẽ trọng thưởng cho cô, cứ yên tâm đi. Dạ, em cảm ơn giám đốc. Mà em nghe nói giám đốc tính lấy thêm công ty Anna đúng không ạ? Ấy, cô ấy đúng là càng ngày càng hiểu tôi đấy. Chuyện như vậy mà cũng để cô đoán ra được. Không những tôi lấy được công ty, mà sắp tới đây ấy, tôi còn cưới được cả giám đốc An bên đấy nữa cơ. Đúng là sông hỉ lâm môn mà. Dạ, con bé An em rất biết tính của nó. Nó không đồng ý cho ai sắp đặt hôn nhân cho nó đâu, kể cả bố mẹ của nó đấy. Giám đốc làm cách nào mà hay thế ạ? Việc đấy thì cô cứ yên tâm, tôi đã nắm trọn em An trong lòng bàn tay rồi. Tôi muốn sống thì sống, muốn chết thì chết. Thế thì tốt quá rồi, em chúc mừng giám đốc nhá. Dạ thôi, em xin phép ra ngoài, em đi làm dự án mới đấy ạ. À, đi ra ngoài tớ bảo. Cậu lại có chuyện gì à? Bây giờ nhá, cậu đi theo tớ ra ngoài kia. Tớ vừa tuyển được một nhân viên, vừa đẹp trai, vừa thanh lịch đấy. Đi, đi. Cậu tuyển nhân viên hay tuyển diễn viên đấy? Cái gì mà đẹp trai thanh lịch? Công ty này cần người biết làm việc. Thì chỉ cần đẹp trai, làm việc tốt đấy, làm được chứ gì? Đi. Cái cậu này, chuyện vô lý như thế mà cũng nói ra được à? Được rồi, để tôi xem đẹp trai như thế nào mà cậu lại tâng bốc ghê thế. Đi, đi thôi, đi theo tớ, nhanh lên. Đây, mày đi vào đây. Cái bà này hôm nay làm sao ấy nhở? Tôi còn lạ gì bà nữa. Tôi biết thừa bà mới trai đẹp chứ gì. Mời cậu ngồi. Em chào anh ạ. Dạ vâng, em chào chị ạ. Như một phép lịch sự thì anh gọi em là chị, nhưng từ giờ anh có thể gọi em là em rồi đấy ạ. Dạ vâng, anh chào em. Anh là Tân. Anh rất vui vì hôm nay đã được công ty trao cơ hội để được làm việc ở đây. Vui mà, vui mà. Từ bây giờ ấy, cậu sẽ làm việc ở đây, còn tôi ấy sẽ chỉ cho cậu. Cậu cứ yên tâm mà làm việc nhá. Dạ vâng, em cảm ơn anh Đức ạ. Ê, anh ấy cứ gọi em là em được rồi. Em ấy cũng giống như An thôi. Mà anh gọi em là em Đức được rồi ạ. Mà anh Tân này. Dạ. Hình như là em và anh gặp nhau ở đâu rồi đúng không ạ? Đúng rồi, gặp nhau ở đâu rồi ấy nhở? Tớ nhớ ra rồi, anh Tân lớp 12A9 đúng không ạ? Thì ra là em vẫn còn nhớ anh à? Chuẩn ra ấy, là vẫn còn nhớ mặt, chứ không phải là nhớ. Anh nói thế khác gì, anh bảo cô ấy là thương nhớ anh. Cái cậu này. Thì ra là em vẫn còn nhận ra anh. Ôi cái thằng này, đi về nó mới thôi.
Dạ vâng, món quà ấy mà anh tặng em vẫn đang còn để ở nhà. Em rất vui khi được gặp lại anh, đúng là trái đất tròn thật đấy. Thôi rồi, màn giới thiệu ấy bây giờ cũng đã kết thúc rồi. Bây giờ tôi ấy sẽ hướng dẫn cho cậu ấy làm việc. Còn bà, đi vào làm việc đi. Mà này, trái đất tròn hay không ấy, nhưng mà tôi thấy mắt bà ấy tròn lắm rồi đấy. Sao nhìn gì mà không chớp mắt vậy? Nhìn cái gì? Tôi nói thế không đúng à? Còn bao nhiêu việc đấy? Ôi cái thằng này, nó muốn chết rồi đây. Thôi, giờ anh đi theo em nhá. Anh chào em. Suốt giờ không biết cái công ty này ai làm giám đốc nữa. Đúng là hết nói nổi mà. Đây là hồ sơ của công ty 2 năm gần đây nhất. Còn những hồ sơ còn lại em sẽ đưa thêm cho anh nhá. Mà anh ơi, em hỏi anh chút. Anh có biết thằng Ân học cùng khối với anh ngày xưa không? Có biết. Nhưng mà không thân nhau. Chẳng qua là hồi đó học các lớp, cho nên bây giờ có gặp nhau ấy cũng không nhận ra. Mà sao thế? Sao tự nhiên lại nhắc tới anh? Thì bố mẹ của An ấy đồng ý gả An cho nó rồi. Nhưng mà anh cũng biết đấy, em cực kỳ ghét nó luôn. Vừa tiểu nhân lại còn xấu dai hơn em nữa. Nhưng mà em không hiểu sao bố mẹ An ấy lại đồng ý gả An cho nó. À, bây giờ anh tán ăn gấp cho em đi, để An có cớ hủy hôn với nó. Chứ An mà cưới nó về ấy, thì em với An không chơi được với nhau nữa đâu anh ạ. Có chuyện như thế nữa à? Nhưng mà bây giờ anh phải làm sao để theo đuổi An ấy? Cái việc đấy ấy, thì anh yên tâm. An ấy, nó thích gì hay như nào ấy, em cũng biết hết. Giờ ấy, anh chỉ yên tâm mà tán thôi. Với cả nhá, nó ấy, còn mới ra đẹp nữa cơ. Anh không còn tán ấy, nó cũng từ đổ mà. Nhưng mà này, anh hơi thắc mắc là tại sao anh lại muốn anh và An thành một cặp? Ui giời ơi, ngày xưa ấy, anh thích An, em cũng biết mà. Với cả cái An ấy, nó cũng thích anh đấy. Nhưng mà sau đó, anh lên đại học, rồi anh biến mất luôn. Bây giờ anh về đây, kết chung với nó thành một đôi là hợp ý nhau còn gì nữa. Thì ra là anh cũng thích anh à? Em nói bừa đấy, tự tin lên anh ra, tấn công mạnh vào cho em. Đúng rồi đấy. Bây giờ nhá, anh tự tin lên, cố gắng làm việc chăm chỉ, rút ngắn thời gian lại. Rồi lúc mà anh rảnh ấy, anh giúp nó về sổ sách. Thì lúc đấy hai người có thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn. Hợp lý anh ạ. Anh nghe em nói mày phần chân quá. Thôi rồi, anh sẽ cố gắng xem sổ sách thật nhanh. Cảm ơn em nhiều nhá, mày mà có em đấy. Anh tự tin lên anh nhá, làm được mà. Cái cậu này. Alo, cô Thịnh đấy à? Tôi cần cậu điều tra gấp cho tôi một người. Thông tin tôi sẽ gửi cho cậu sau. Nhớ nhá, tôi đang cần rất gấp. Anh cần gì sao không nói với em? Ở đây nếu có gì cần giúp thì anh cứ nói với em nhá. Anh yên tâm đi, không phải lo lắng gì đâu. Thực ra em biết hết sự thật về anh rồi. Sao cơ? Em biết hết về anh rồi á? Không ngờ mình giấu kỹ như vậy mà cô ấy lại cho người điều tra được. Hay thật đấy. Đức nói cho em nghe hết rồi. Thì ra anh vào công ty chỉ vì cố tình gặp được em. Đức nói anh từng làm rất nhiều công việc khác nhau và còn đi du học nước ngoài nữa. Anh còn biết đến 5 thứ tiếng. Không ngờ anh giỏi thật đấy. Cái thằng Đức này lại biện chuyện giúp mình rồi. Nhưng mà nói thật như thế thì đỡ làm sao nổi. À này, anh cũng bình thường thôi mà, chứ có giỏi giang gì đâu. Nếu như mà anh giỏi như thế thì phải làm chủ tịch công ty nào rồi chứ. Sao lại vào công ty em xin làm nhân viên nhở? Ôi trời ơi, đưa mình lên mây xanh rồi thả mình xuống tích kia à? Ản ơi là An, chết anh mất thôi. À, phải rồi. Cậu Đức nói quá nên như thế. Thực sự trước đây ấy, anh thích em là thật. Còn bây giờ thì... Dạ con nghe bố ạ. Con lo chuẩn bị đi nhá. Tháng sau nhà trai qua dăm hỏi rồi đấy. Kiểu bố, sao lại như thế? Con đã từ chối bao nhiêu lần rồi mà, sao bố có thể ép con như thế được? Con à, bây giờ tình hình công ty nhà mình đang rất là khó khăn. Nếu mà con không lấy thằng Ân ấy, thì nhà mình phá sản mất đấy con ạ. Có khi bố phải đi tù đấy, con nên suy nghĩ lại đi nhá. Kiểu bố, sao mọi chuyện lại như thế được? Bây giờ bố ép con lấy một người con không thích ấy, thì sao mà con sống được? Thả con chết đi còn hơn ý. Không có nói nhiều nữa,
chúng ta chỉ còn cách đó thôi. Thật tình mà, sao lại có chuyện vô lý như thế được? Em có chuyện gì không vui à? Em có thể nói cho anh biết được không? Biết đâu anh có thể giúp được em. Chuyện này có lẽ anh khó giúp em rồi. Em bị ép hôn. Nếu như bây giờ em không cưới hắn ta ấy, thì gia đình em sẽ phá sản và có thể bố em phải đi tù. Em không biết làm gì bây giờ. Nhưng mà dù sao ấy, em cũng không thể lấy người mà em ghét được. Xem ra chuyện này hệ trọng rồi. Nếu được ấy, thì chúng ta bàn kế hoạch xem như nào đã. Em hãy cố gắng dùng kế hoãn binh kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Anh nói cứ như là một chiến lược gia ấy nhở. Nếu mà ai không biết ấy, thì sẽ nghĩ anh làm chủ tịch ở đâu đó. Anh Giai, anh rất có tương lai đi lừa người khác đấy. Cái cậu này, cái gì mà đi lừa đảo ở đây? Cậu không thấy à? Anh ta ấy, đóng giả chủ tịch được đấy. Ừ nhở, sao mình lại không nghĩ ra nhở? Nếu anh ta đóng giả chủ tịch ý, thì mình sẽ lừa tên Ân một lần, cho hắn sợ mất vía, xem hắn còn dám đòi cưới tôi nữa không? Đúng rồi. Cái gì cơ? Anh đóng giả chủ tịch á? Nhưng mà làm thế này làm gì? Làm sao mà dọn được hắn ta chứ? Cái việc đấy ấy, anh yên tâm, bọn em ấy đã điều tra về hắn rồi. Công ty của hắn đang làm ăn và phụ thuộc vào công ty FVM. Chỉ cần chủ tịch FVM hiện ra thì hắn sẽ cụp đuôi ngay. Nhưng mà bây giờ chúng ta không có đủ bằng chứng để buộc tội hắn gian dối sổ sách, làm giả chứng từ. Nếu như chúng ta có những thứ đó ấy, thì có thể gặp trực tiếp chủ tịch công ty FVM nói cho anh ta biết. Thế thì hắn chỉ có chết thôi. Sao cơ? Hắn ta có dám làm như thế nữa? Nhưng mà không có bằng chứng, chúng ta đi nói thì vẫn được mà. Ôi giời, bây giờ mình nói thì ai tin? Với cả anh cũng biết đấy, mấy cái giám đốc công ty nhỏ lẻ như bọn mình ấy, thì làm sao có thể gặp chủ tịch FVM được? Nói gì đến việc nói cho hắn tin bây giờ? Đúng rồi đấy, nên cách duy nhất bây giờ ấy, là anh giúp bọn em đóng giả chủ tịch để dọa tên Ân một phen cho hả dạ. Anh chờ em một chút nhé. Anh mang vào thử đi. Anh thử đi anh. Wow. Ôi, giống chủ tịch thật đấy. Điêu vừa thôi. Cậu thấy chủ tịch bao giờ chưa mà bảo giống? Thì ý của tớ là ấy, cái thần thái này, cái phong cách này, nó ra dáng chủ tịch. Cậu bảo không phải đi. Ừ thì cũng giống đấy. Nhưng mà còn phải diễn xuất cơ, chứ không phải đứng đơ ra đấy thì hắn sẽ tin đâu. Hả? Phải diễn cơ hả? Mình phải đóng giả chính mình sao? Nghe vui đấy. Thì anh cứ thử đi, có sao đâu. Nếu mà không được ấy, thì kết quả nó vẫn như nhau mà. Phải đấy, anh giúp bọn em đi, em năn nỉ anh đấy. Thôi được rồi, anh sẽ giúp mà. Nhưng mà anh đóng vai trò gì đấy? Tất nhiên ấy, là người yêu của An rồi. Vì nếu An quen được chủ tịch công ty FVM ấy, thì hắn ta không có tuổi để mà ho he gì nữa cả anh ạ. Đúng rồi, em sẽ kéo dài thời gian để điều tra xem hắn đã làm gì công ty gia đình em và ba của em, để ba em phải bán con gái như thế. Được thôi, vậy thì để anh về chuẩn bị. Có gì ấy, em cứ gọi cho anh nhé. Được rồi, bây giờ nha. Em ấy có kế hoạch như này. Alo, An à, anh đây. Hôm nay có chuyện gì vui, bỏ điện cho anh đấy. Dạ, lâu quá không gặp anh. Em có việc muốn nhờ anh. Anh có thể đến quán cà phê hôm trước gặp em được không? Được rồi, anh sẽ đến mà. Em nhắn cho anh thời gian nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều ạ. Không có gì, dù sao ấy, mình cũng giúp thành người một nhà rồi mà. Dạ vâng, thôi, em có việc rồi. Em chào anh ạ. Ừ.
cô ấy nghĩ thông suốt rồi hay sao mà hôm nay nói chuyện tử tế với mình vậy nhỉ? Thôi không sao, dù cô ấy có dở trò gì thì cũng không thoát khỏi bàn tay của mình mà. Hôm nay anh gặp An mà dẫn em ra đây làm gì vậy ạ? Anh không biết ý, là cô ấy định nhờ anh giúp chuyện gì. Nhưng mà ngỡ như anh không giúp được thì còn có em, biết đâu em lại giúp được thì sao? Ui giời, biết đâu em ấy hẹn anh ra ấy để bày tỏ tình cảm với anh thì sao? Anh chẳng hiểu phụ nữ gì cả. Đúng là anh không hiểu phụ nữ, nhưng mà anh hiểu An. Cô ấy không hẹn anh ra chỉ để nói chuyện đơn giản vậy đâu. Anh ơi, hình như cái An nó đi siêu xe đến kìa. Ghê thế cơ à? Anh biết ngay cơ mà. Để xem cô ấy định giở trò gì. Hình như nó đi cùng với ai đấy. Anh biết ngay mà. Vậy nên ý, anh mới gọi em ra đây đấy. Cứ để xem cô ấy định giở trò gì. Giới thiệu với mọi người, đây là người yêu tôi, chủ tịch công ty FM. Sao cơ? Chủ tịch FM đây á? Đúng rồi. Này, mắt mũi chị để đâu ấy? Mà nhìn không thấy à? Lại còn hỏi nữa. Nhìn thì cũng ra dáng đấy. Nhưng mà em tốn nhiều tiền, nhiều công sức như thế, chỉ để làm màu thế này thôi à? Thôi chết rồi, lẽ nào hắn đã biết mặt chủ tịch FM? Đúng thật là thuê xe xịn làm gì không biết, tôn kém thật đấy. Xin giới thiệu với hai người, tôi là Tân, chủ tịch công ty FM. Tôi nghe đâu ấy, cậu đã làm rất nhiều việc xấu xa, gây ảnh hưởng trực tiếp đến công ty của tôi. Hóa ra mày giả dạng chủ tịch chỉ là để lừa tao. An ơi, em ngây thơ quá rồi đấy. Ngây thơ cái gì? Đây là người yêu tôi và là chủ tịch công ty FM. Chúng tôi không có hù dọa anh đâu. Thế thì tốt quá. Chị đợi ngày này lâu lắm rồi đấy. Chị đã có đầy đủ bằng chứng để tố giác tên đây. Hắn cố tình làm giả sổ sách để lừa đảo công ty của bố em đấy. Ngoài ra hắn còn tráo đổi hàng hóa, làm mất uy tín của công ty FM đấy. Chị đã lưu vào USB rồi, em đưa cho chủ tịch nhá. Ôi giời ơi, thôi chết rồi, chuyện lớn rồi đây. Thôi xong. Mình không ngờ chị Huyền theo hắn ta bao năm chỉ để làm việc này. Thế mà mình lại phá hỏng mất rồi. An, em có đưa cho anh. Có bằng chứng này rồi ấy, thì tôi có thể xử lý cậu ta rồi. Cậu An này, cậu ấy về nhà chuẩn bị tâm lý mà hầu tòa đi là vừa. Cái con này, không ngờ ấy, tao lại đang nuôi ông tài áo à? Mày được lắm, tao sẽ không tha cho mày đâu. Nhưng mà mày đừng có mà tin lời bọn nó. Nhưng mà chủ tịch FM hiện tại đang ở nước ngoài cơ, làm gì mà có mặt ở đây. Sao cơ? Hắn nói cái gì vậy? Hắn nói là thật à? Chả thật thì sao nữa, chủ tịch của FM ấy mà lại đi yêu cái con nhà quê thế này à? À, em nói cái gì đi chứ. Em chị Huyền, em xin lỗi, em không nghĩ là mọi chuyện ấy nó lại đi quá xa như vậy ạ. Xin lỗi. Thì ra mọi người đóng giả à? Ôi giời ơi, bao nhiêu công sức của tôi. Em xin lỗi chị. Muốn dọa tao ấy, nhưng mà không ngờ lại giúp tao bắt được con ong trong tay áo. An ơi, anh phải cảm ơn em đấy. Để xem từ bây giờ ấy, có ai có thể làm gì được thằng An đến nữa không? Cậu Ân, cậu đừng vội mừng quá. Tôi bảo cậu chuẩn bị tâm lý để mà hầu tòa là thật đấy, chứ không đùa cậu đâu. Thôi anh ơi, mình đi về đi. Giết đến mấy ấy, thì kết quả nó cũng như vậy thôi. Xài hết kế hoạch của em rồi. Phải đấy, mình về đi anh, kệ hắn. Kế hoạch không có gì là sai cả, bởi vì chúng ta đã có cái này rồi. Mày đừng tưởng mày là chủ tịch của FM mà muốn cái này, muốn cái kia. Một diễn viên nghiệp dư như mày ấy, không biết tao là ai à? Có gì mà tôi không biết chứ. Cậu xem thường tôi quá rồi đấy.
Hiện tại ấy, cậu đã chiếm đoạt được 3 công ty và cậu đang muốn chiếm đoạt nốt công ty An An và bắt cô ấy làm vợ của cậu. Tài khoản của cậu hiện tại đã có 30 tỷ. Cậu đã dùng 50% số tài khoản đó để đầu tư vào chứng khoán. Ngoài ra ấy, cậu còn có sở thích cờ bạc, thích bao các em gái vừa tròn 18 tuổi đi du lịch. Sao? Cậu có muốn tôi kể tiếp không? Mày là ai? Tại sao lại biết cái chuyện đấy? Tôi đã nói với cậu rồi. Tôi là Tân, chủ tịch công ty FVM. Tôi nói mà cậu không tin đấy chứ. Không lý nào. Làm sao có chuyện như vậy được? Chủ tịch của FVM ấy, chẳng phải đang ở nước ngoài hay sao? Đúng vậy. Tôi là báo là đi công tác nước ngoài. Nhưng mà thực chất tôi về đây để tìm lại một người mà tôi đã từng thương nhớ bao năm qua. Nếu như cậu không tin ấy, thì cậu có thể hỏi cậu Toàn. Cậu ta sẽ giúp cậu trả lời những câu hỏi. Còn bây giờ ấy, cậu ấy chuẩn bị tâm lý và chịu trách nhiệm với những hành vi xấu xa mà cậu đã làm đi là vừa. Chủ tịch, anh không thể làm như vậy được. Công sức bao nhiêu năm của tôi. Cậu ăn cắp bồi xương máu của người khác mà cậu bảo là công sức bao năm qua. Cậu yên yên rồi đấy. Bây giờ là thật đúng không? Thật thì đi đóng giả, mà bây giờ lại là thật. Ôi giời ơi, dọa chết người đấy. Phải đấy. Ôi giời ơi, bây giờ ấy, tôi còn tìm ai nữa đây? Cái xã hội này ấy, thật là đáng sợ mà. Mọi chuyện đã như thế rồi thì cậu phải vui chứ, còn đứng đấy kêu ca cái gì. An, em còn nhớ nơi này không? Làm sao mà em quên được. Ngày xưa ấy, em hay đứng đây nhìn anh. Chỉ tại là anh không biết đấy thôi. Ôi thế á? Lúc đấy, anh cũng rất thích em. Nhưng mà tại gia đình nhà em giàu quá, cho nên anh tự ti, không dám làm quen với em đấy. Ê, ở trên đời này ấy, là tôi ghét nhất là các loại nói dối nhá. Không dám làm quen, mà rồi bắt chuyện đưa nhau về, lại còn tặng cả quà nữa. Sao lúc nào cậu cũng phá đám thế nhở? À, bà nói dân tôi đi ăn mà không giữ lời hứa đôi nhá. Bây giờ thì đừng có yên thân với tôi. Được rồi, thế bây giờ đi ăn chung được chưa? Đương nhiên rồi, phải thế chứ. Cái tên này càng ngày càng lộng hành. Này, cậu nên nhớ, ngày xưa ấy, tôi chỉ bảo cho cậu, thì bây giờ ấy, cậu mới có ngày hôm nay đấy, nghe chưa? Cậu còn dám nói à? Tôi chỉ cứ một tí thôi nhá. Đứng lại đó cho tôi, đứng lại. Dám đùa à, dám đùa đấy, dám đùa. Alo anh. Em về đến nhà chưa? Em về đến nhà rồi ạ. Sao anh không nhìn thấy em nhỉ? Em về đến nhà rồi mà. Anh định bắt thóp em đấy à? Anh không nhìn thấy em thật mà. Em đừng bảo với anh là em về nhà mẹ đẻ đấy nhá. Vợ ơi là vợ, em quên là chúng ta đã đăng ký kết hôn được 3 ngày rồi à? Thôi chết, em quên mất. Em về ngay đây ạ. Xin lỗi anh yêu, em đi nhầm nhà. Anh còn đến bó tay với em đấy. Tại là vừa đi vừa suy nghĩ lung tung, cho nên em quen đường về thẳng luôn. Hay là em không hề có ấn tượng gì về việc em đã là vợ của anh? Đúng. À thì chúng ta đã cưới nhau đâu, cho nên em không có ấn tượng là phải rồi. Em hay lắm. Thôi được rồi, lần này anh tha nhá, còn lần sau ấy chị đừng có trách anh nhá. Em biết rồi. Mà này, hay là em đến công ty của anh làm việc đi. Chứ bây giờ em là vợ của anh rồi, anh không muốn để em đi làm việc ở ngoài vất vả đâu. Anh lo cho em, hay là lo em xinh đẹp thế này ra đường lại có biết bao người bám theo ấy. Em tự tin quá rồi đấy. Tất nhiên rồi, em là vợ anh mà. Anh đúng là không cãi nổi em mà. Anh nhận thua được chưa? Nhưng mà anh nói nghiêm túc đấy. Em để công ty của anh làm đi. Anh à, em không muốn người khác nhìn vào lại bảo em là vợ của anh nên mới được ưu ái đến công ty làm việc. Như thế thì mọi người đâu có công nhận năng lực của em đâu. Em nói cũng có lý. Vậy thì thế này đi, anh sẽ để em tự đến công ty xin việc. Nhưng mà anh sẽ không nói thân phận thật em là phu nhân của anh. Ok. Thế cũng được.
Còn một điều nữa, anh muốn nói cho em biết. Anh còn đang muốn thử thư ký của anh. Dạo gần đây có một vài tin đồn về cô ta, anh cần phải kiểm chứng. Chuyện đó cứ để cho em. Ok, quyết định như vậy nhá. Tối nay anh sẽ đưa em đi ăn nhà hàng. Đi ăn hải sản. Ok. Tôi đi vào thay đồ đi, rồi anh dẫn đi. Chào cô. Đến phỏng vấn xin việc phải không? Đúng rồi ạ. Ngồi đi. Tôi tên là Hồng An. Biết rồi. Đây là hồ sơ của tôi ạ. Khỏi cần xem. Cô trả lời tôi là được. Dạ vâng. Cô tốt nghiệp trường gì? Tôi học trường công nghệ thông tin hoặc kiến trúc ạ. Tốt nghiệp loại gì? Dạ loại giỏi ạ. Cũng được. Thế cô đã làm việc ở đâu chưa? Tôi mới ra trường nên chưa làm việc ở đâu cả. Chưa có kinh nghiệm gì mà đòi làm việc ở công ty này á. Cô nghĩ mình là ai thế? Nghĩ mình là phu nhân của chủ tịch à? Không dám. Cô xem xét cho. Với năng lực của tôi sẽ cố gắng làm việc ạ. Cô muốn xem xét ý, thì tôi cũng nói thẳng luôn nhá. Muốn làm việc ở công ty này ý, thì nó sẽ rơi vào hai trường hợp. Thứ nhất, phải là người thân của cán bộ cấp cao cho công ty. Còn nếu không ý, thì cô phải biết điều. Thế cô có người thân cho công ty không? Dạ không ạ. Thế thì cô phải biết điều thôi. Là sao ạ? Này, cô ngu thật hay giả vờ ngu đấy? Muốn làm việc ở cái công ty này ý, thì đưa 100 triệu ra đây. 100 triệu á? Nhưng mà tôi mới vừa ra trường nên làm gì có tiền đâu ạ. Ô thế cô nghĩ làm việc ở công ty này là dễ thế à? Cô không thấy tôi còn một đống hồ sơ đang đợi à? Nhưng mà thực sự tôi không có tiền ạ. Không có tiền thì biết. Cô Huyền. Cô đuổi ai đấy? Chủ tịch. Sao anh lại ở đây ạ? Chồng à, thư ký của anh ấy bảo vào công ty phải có 100 triệu. Anh cho em 100 triệu nộp đi. Chuyện này là sao? Dạ em xin lỗi chủ tịch ạ. Em không biết cô ai là vợ chủ tịch cho nên em mới. Vậy nếu biết ai là vợ của tôi ấy, thì cô ấy không phải đóng tiền. Còn những người khác ấy thì vẫn phải đóng tiền bình thường đúng không? Dạ không phải đâu ạ. Cô An này, do tôi sơ suất, tôi không biết cô là vợ của chủ tịch cho nên tôi mới làm như vậy. Cô nói vài câu với chủ tịch giúp tôi với. Xin lỗi, chuyện này tôi không thể giúp được. Cô Huyền, tôi thật không ngờ trước mặt tôi ấy thì cô tỏ ra biết điều, làm việc chăm chỉ, nhưng sau lưng tôi ấy cô lại ăn hối lộ của những nhân viên mới. Từ bây giờ cô nghỉ việc đi, không cần phải đi làm nữa. Kìa chủ tịch ơi, em biết sai rồi ạ. Em hứa từ nay về sau em sẽ không bao giờ làm như vậy nữa đâu. Chủ tịch đừng đuổi việc em được không ạ? Quá muộn rồi. Bây giờ cô liệt kê tất cả danh sách những người mà cô đã ăn hối lộ và nhận bao nhiêu tiền, rồi xung vào cung quỹ của công ty cho tôi. Sau đó thì hãy về nhà đi, bởi vì công ty của tôi không cần những người như cô đâu. Đi đi. Chủ tịch, thế là em đã giúp anh loại bỏ một con sâu trong công ty rồi đấy. Anh tính thưởng em cái gì nào? Được rồi, thưởng em thay cô ta làm thư ký cho anh. Thế là phạt chứ thưởng cái gì? Sao lại phạt chứ? Em có biết là bao nhiêu cô gái ngoài kia ấy muốn được làm thư ký riêng cho anh mà không được không? Nhưng mà em biết anh làm việc rất nghiêm khắc. Anh ép thư ký thì chỉ có thành thân tàn ma dại thôi. Vợ anh yên tâm đi. Anh thương vợ như thế thì chỉ có yêu thương thôi, chứ làm gì có chuyện ép làm việc chứ. Ai mà tin được. Không tin đúng không? Thế thì thôi vậy, anh để cho các cô gái khác suốt ngày đi kè kè bên cạnh chồng em. Thế thì cũng không được. Thế bây giờ em có làm thư ký cho anh không?
thì cũng đành làm thôi. Chứ bao nhiêu đám trà xanh vây quanh anh ấy, đuổi bao giờ mới hết. Em biết như thế là được rồi. Thôi, đi làm việc đi. Mời thư ký. Tức chết đi được. Sao thế? Ai lại dám chiêng người anh tức thế này? Thì cái con mới đến phỏng vấn chứ còn ai nữa. Cái gì cơ? Cái con tép riu như thế mà dám chọc tức cả thư ký chủ tịch cơ? Ai mà biết nó lại là vợ của chủ tịch cơ chứ? Cái gì cơ? Này, em có nghe nhầm không đây? Chủ tịch ấy đã lấy vợ đâu? Mà nhá, nếu mà lấy vợ nhá thì kiểu gì mà chẳng mời chúng mình, đúng không? Ừ nhở. Thế mà em không nghĩ ra đấy. Khổ quá. Thế rốt cuộc ấy là có chuyện gì? Thì chuyện bắt bọn phỏng vấn đưa tiền mà anh bảo em làm ấy bị lộ hết rồi. Cái gì cơ? Bị lộ hết rồi á? Thì con An gài bẫy để chủ tịch bắt được. Em bị chủ tịch đối việc rồi đấy. Mày. Này, thêm có khai ra là anh làm không đấy? Tất nhiên là không rồi. Em mà khai ra ấy thì ai nuôi em? Thế thì tốt rồi. Em nghĩ như vậy ấy, là thông minh đấy. Em còn đang bực mình vì bị chúng nó dắt mũi đây này. Lại còn phải trả lại số tiền đã nhận của mấy đứa trước cho công ty nữa chứ. Cái gì cơ? Chúng nó còn bắt em nhoài cả số tiền đấy nữa. Chứ còn sao nữa? Chúng nó đâu có ngu. Anh phải trả thù con An cho em đấy nhá. Không là cục tức này em không đốt trôi đâu đấy. Được rồi, em yên tâm đi. Việc này ấy, anh lo được. Cái con danh đấy ấy, không thoát được khỏi tay anh đâu. Giám đốc cho gọi tôi ạ? Đúng rồi. Cô An này, bên công ty ấy, có một dự án mới. Cần cô phải thiết kế. Sao? Tôi bàn giao lại cho cô nhá. Nhưng đó đâu phải công việc của tôi đâu. Đó là công việc của bên bộ phận thiết kế mà. Đúng rồi. Nhưng mà bên bộ phận thiết kế ấy, mỗi người lo một dự án mới rồi. Nên là không có người làm. Với cả tôi thấy ấy, cô ấy cũng được đào tạo từ chuyên ngành thiết kế ra mà. Với cả bàn giao lại công việc này cho cô ấy, tôi thấy hợp lý mà, đúng không? Thế được rồi. Anh chuyển tài liệu về thông tin dự án cho tôi nhé. Ok, được rồi. Cứ chốt như vậy nhá. Tôi sẽ bảo nhân viên đưa hết tài liệu cho cô. Vâng, thế tôi đi làm việc đây ạ. Ừ, cô đi đi. Con danh này. Này, mày xem tao xử mày như thế nào nhá. Cô xem đi. Tại sao bản thiết kế ở công ty mình lại giống y hệt với bản thiết kế ở công ty Thiên Thạch? Anh nói cái gì? Sao có thể như thế được? Này, tôi tưởng chuyện này ấy, cô phải biết chứ. Tại sao á? Tại sao một bản thiết kế do hai người làm khác nhau, do hai công ty khác nhau mà cuối cùng ấy, bản thiết kế lại giống y hệt nhau? Anh Đức, ý anh là sao? Ý anh muốn nói là tôi đạo nhái lại bản thiết kế của họ á? Tôi tưởng cái chuyện đấy ấy, cô phải biết chứ. Một ấy, là cô đã lấy bản thiết kế của công ty mình bán cho công ty đối thủ. Hai ấy, chính cô là kẻ ăn cắp và đạo nhái công ty của họ. Anh ăn nói cho cẩn thận. Anh không có bằng chứng ấy, thì đừng có vu khống cho tôi. Được rồi. Vậy bây giờ ấy, cô giải thích đi. Chuyện này tôi cũng không biết. Chỉ mỗi câu không biết của cô ấy là giải quyết được vấn đề à? Mà bây giờ ấy, công ty của họ đã tung bản thiết kế ra trước rồi. Và bản thiết kế của cô ấy tung ra sau. Thì cô ấy không phải là kẻ đạo nhái là gì? Chuyện này tôi nghĩ nên tìm chủ tịch để giải quyết đi. À này, cô ấy không làm được việc ấy thì lúc đầu đừng có mà nhận. Sao? Bây giờ thì hay rồi đấy. Này, bây giờ ấy, cái danh tiếng, cái bộ mặt của công ty này cũng vì cô mà đi tong ấy. Chuyện này chắc chắn có vấn đề. Được rồi, để tôi xem chủ tịch ấy giải quyết cái việc này như thế nào. Xem anh ta ấy có bao che cho cô được nữa hay không nhá. Tôi không làm gì gian dối, thì cần gì anh ta phải bao che cơ chứ. Cô đừng có mà mạnh miệng. Nếu mà cô không chứng minh được cái bản thiết kế này của cô ấy thì cô mau cút xéo khỏi công ty này đi, nghe chưa? Được. Được rồi, đến lúc đấy ấy, cô đừng có mà hối hận nhá.
Vào đi. Anh chào chủ tịch ạ. Tôi đang cần gặp hai người đấy. Em ngồi đi. Giới thiệu với hai người, đây là anh Ân, giám đốc công ty Thiên Thạch. Còn giới thiệu với anh Ân, đây là anh Đức, giám đốc phụ trách dự án lần này. Và đây là cô An, người trực tiếp thiết kế dự án. Nếu như công ty các anh đã đầy đủ rồi ấy, thì tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé. Vâng. Công ty chúng tôi sẽ kiện công ty các anh về việc đạo nhái bản thiết kế cho công trình lần này. Công ty của anh có bằng chứng gì không? Đây là bản thiết kế gốc của chúng tôi. Anh xem đi. Theo như quy tắc kinh doanh, công ty nào ấy mà đưa ra bản thiết kế trước thì công ty đó chiếm ưu thế. Và dự án lần này ấy, tôi đã giao trực tiếp lại cho cô An. Nếu mà có bị làm sao ấy, thì chính cô ấy chịu trách nhiệm. Bản thiết kế này là do chính tay tôi làm, và tôi có thể đảm bảo là tôi không ăn cắp của các anh. Tôi không cần biết là cô làm thế nào. Tôi chỉ cần biết một điều, bản thiết kế của công ty cô giống hệt với công ty tôi. Sao có chuyện vô lý như thế được? Công ty tôi yêu cầu ấy, công ty các người sẽ phải đền bù thiệt hại cho công ty tôi, hoặc là mua lại bản thiết kế. Nếu không, tôi sẽ kiện các người. Đến lúc đó chắc sẽ mất mặt lắm nhỉ. Này anh, bản thiết kế này ấy, là do cô An làm. Nếu có bị làm sao ấy, thì chính cô ấy phải chịu, không liên quan gì đến công ty cả. Nếu như mà công ty các anh đã quyết như vậy thì tôi không có ý kiến gì nữa. Được thôi, tôi ấy đã đuổi việc cô An và nói với cô ấy phải đền bù tất cả những thiệt hại cho công ty anh. Anh Đức, sao anh có thể nói như thế được? Anh chưa tìm hiểu rõ ràng mọi việc mà lại đổ hết lên đầu tôi. Sao anh không nghĩ bên họ mới là đạo nhái của chúng ta? Này cô, sự việc đến nước này rồi ấy, mà cô vẫn còn chối à? Không làm được ấy, thì đừng có làm, mạnh mồm làm gì? Tất cả bình tĩnh đi, chuyện này cứ để tôi giải quyết. Giải quyết như thế nào? Giải quyết với cái việc bố láo mà anh chất lại cho vợ anh à? Anh Đức, anh nên biết vị trí của mình ở đâu. Vào đi. Dạ, tài liệu chúng tôi cần đấy ạ. Được rồi, con ra ngoài đi. Anh ơi này, đây là bản thiết kế dự án của công ty chúng tôi, đã được nhà nước công nhận. Anh xem qua đi. Chuyện này là sao? Sao có thể có chuyện như này được? Tôi xin lỗi, vì đã làm cho anh Đức và anh Ngân đây thất vọng rồi. Tôi nói cho hai anh biết, trước khi chúng tôi đưa ra bản thiết kế để kêu gọi các công ty đầu tư ấy, tôi đã cho người đi đăng ký bản quyền bản thiết kế này rồi. Anh Đức, chuyện là thế nào? Sao anh lại hỏi tôi biết sao được? Không hỏi anh ấy, thì hỏi ai? Hỏi anh Đức đây là đúng rồi. Bởi vì chính anh ta là người đã ăn cắp bản thiết kế của cô An để bán cho công ty của các anh, có phải vậy không? Đúng vậy. Anh dám lật mặt tôi à? Anh ta lật mặt cũng phải thôi. Nếu không, công ty của anh ta ấy sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc vu khống và đạo nhái bản thiết kế đấy. Tôi xin lỗi. Chuyện này là nội bộ công ty các người, tôi không lên xem vào. Tôi xin phép. Được rồi, chúng tôi không tiến. Anh về nói với chủ tịch công ty của anh ấy, chuẩn bị đón nhận đơn kiện về việc vi phạm đạo nhái và thiết kế của công ty chúng tôi đi. Anh Đức, anh còn điều gì muốn nói nữa không? Sao? Sao anh biết tôi làm việc này? Thực ra thì tôi đã nghi ngờ anh từ lâu rồi, nhưng chẳng qua là tôi chưa có bằng chứng thôi. Anh nghi ngờ tôi từ bao giờ? Sự việc mà cô Huyền đã làm, tôi nghĩ chính anh là người đứng đằng sau giật dây. Bởi vì với lá gan của cô ta ấy, nếu như không có người yêu hậu thuẫn, chắc chắn cô ta sẽ không dám làm.
đúng là mang danh của một chủ tịch công ty lớn cơ mà. Còn chuyện các bản thiết kế, tôi biết anh vì chuyện lần trước mà nhân cơ hội hãm hại An, nên tôi đã cố tình để anh thực hiện thành công ý đồ của mình đấy. Các người gài bẫy tôi. Đúng rồi, từ lúc anh giao dự án cho tôi, tôi đã nghi ngờ rồi. Làm gì có chuyện có một cơ hội tốt như thế mà anh lại để lọt vào tay tôi cơ chứ. Cho nên tôi đã nói với anh Tân rồi. Hành động ăn cắp bản thiết kế, tôi đã cho người lắp camera ghi lại. Anh... Còn chuyện mà bán cho công ty đối thủ ấy, chính anh Ân là người đã thừa nhận rồi. Các người nhăm hiểm lắm. Anh nói quá lời rồi. Chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Sau sự việc lần này, tôi cũng phải cảm ơn anh, vì anh đã giúp tôi loại bỏ được công ty đối thủ, đó là công ty Tiên Thành. Các người giỏi lắm. Đã lợi dụng tôi, đã gài bẫy tôi. Xin lỗi, thương trường là chiến trường mà. Bây giờ thì anh có thể yên tâm nghỉ việc rồi. Còn chức vụ của anh ấy, cô An sẽ là người tiếp quản. Anh giỏi lắm, các người giỏi lắm. Sao chuyện lần này anh không nói với em? Anh xin lỗi, vì muốn đảm bảo kế hoạch được thực hiện thành công 100%, anh phải giữ bí mật chứ. Anh không tin em à? Không phải như thế, mà là vì em mới ra trường, kinh nghiệm còn chưa có nhiều để đối đầu với những hạng người như vậy, nên anh muốn anh cũng phải đau đầu thôi. Lần này em tha cho anh đấy, nếu mà còn lần sau ấy là em giận đấy. Tôi lệnh, thưa bà yêu. Lần này em sẽ phạt anh dẫn em đi ăn hải sản. Sao cơ? Lại là hải sản à? Phải phạt những thứ anh không ăn được thì mới là phạt chứ. Thôi được rồi, anh chịu tất, được chưa?